nha, cho em cái áo thỏ vào đây anh ơi. Hello các chị. Hello các chị, em chào chị Trang Thị Đoàn, em chào chị Trần Phẩm. Rồi chị nào vào like bấm cho em xin nút chia sẻ like nào. Vào like rồi bấm cho em xin nút chia sẻ like nha các chị nhá. Chị yêu nào vào like rồi nhấn chia sẻ like giúp em nào. Chị nào hôm qua, chị nào hôm qua là em tặng áo gió với cả cái gì nhỉ? Hôm nay thì sẽ lại có quà tặng tiếp cho mọi người nhá. Các bác ơi chia sẻ like cho em xin cái áo nghe áo thỏ cầu vồng đấy. Hello mọi người. Hello các chị. Hello các chị gái. Chị yêu nào vào like rồi bấm cho em xin nút chia sẻ like nào. Chấm bài tương tác nào. Nghe bé gạo nói chuyện yêu thế. Chị nghe được là nó đang ở ngoài. Đẹp thế. Trời, xinh quá các chị ơi. Áo cầu vồng này. Xinh quá. Cái tí này em được 17 rồi. 16 rồi. Chào uống sữa mẹ uống mẹ. Hello các chị gái. Rồi các chị ơi vào like chưa nào, chấm bài tương tác cho em nào. Đây một tí em chia sẻ bài nhá. Đây một tí em chia sẻ bài này cực rẻ luôn. Đẹp lắm, thanh lý này. Hàng thanh lý có tầm không? Chả biết được bao nhiêu con. Này các chị nhìn này, chất da cá tàu luôn này. Chờ 10-17 cân thôi. Con này là có size nhí 10-17 cân. Bác nào vào like rồi bấm chia sẻ like đi. Chia sẻ livestream giúp em nào. Vào ra chậm, vào là view chậm ấy nhở các chị nhở. Thả tim, em cảm ơn chị gái luôn. Hello mọi người. Lâu lắm rồi mới có thời gian xem. Và chào Minh Nhật nhá. Đặt hàng live chiều hôm qua mà không thấy gọi á chị. Chị nào chưa được gọi điện. Chị Hoàng Na là xem chia sẻ tôi thì cảm ơn chị gái luôn. Hello mọi người. Các chị ơi vào live chưa, chấm bài và chia sẻ livestream giúp em nào. Vừa nãy chị nào bảo là hôm qua chị nào chưa được gọi điện chốt đơn lên má cho em là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại nhá. Chị nào chưa, bên nhà em chưa gọi điện chốt đơn cho các chị thì lên hộ em má nào. Chưa gọi điện chốt đơn và kèm số điện thoại giúp em. Chưa gọi điện chốt đơn và kèm số điện thoại cho em. Cho em cái ghế vào đây nào. Hello mọi người nhá. Chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại vào đấy cho em. Được chưa ạ? Áo khoác đằng sau bao nhiêu? Áo khoác đằng sau là 155.000 đồng. Con này xịn lắm. Hàng hôm nay có sao đến bao nhiêu cân em? Đây đến 2XL đến 60 cân. 65 cân ý. Này các chị nhìn này. 30 cân đến 65 cân này. Hàng này có size này. Hàng gió thô cao cấp nha các chị nha. Nhìn này. Hàng này của em là các con thích mặc hơn phao. Mặc hàng này ấm như phao mà nó không cộ. Đấy các chị ạ. À, áo evop. Đẹp lắm. Mẫu này như em đăng ảnh. Nếu mà trên Zalo thì không nhớ không nhầm, em đăng ảnh cách đây một tháng. Nó cho chị là ôm nâu đó. Má này thì giờ này em sẽ không bán xỉ nữa. Và em sẽ bán lẻ thôi. Được chưa ạ? Chị yêu nào vào like rồi cho em xin nút chia sẻ like nhé. Chị vào like rồi cho em xin nút chia sẻ live stream. Được chưa? Hôm nay có nhiều mẫu lắm. Đây hôm nay sẽ có đây. Cho em cái quần bò nào anh ơi. Đợi em một tí nhá. Không điện thoại chốt đơn cho em à. Rồi ok chị gái. Chưa chị nào chưa được gọi điện chốt đơn thì comment nào. Chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại. À chị Lèng Phương á. Chị Lèng Phương tưởng là hôm nay đi đơn cùng chị nào. Chị Lèng Phương em tưởng nay chị đi đơn cùng chị nào. Ôi giời, cái quần này đẹp thế, sao lại size 3XL này. Quần này cả nam cả nữ mặc hết đây này. Trời ơi, chất này các chị nhìn này. Hàng thanh lý có vài cái thôi. Được chưa, sao mấy ngày nay chẳng ai check tin nhắn á. Chị Thùy Trang Vũ chưa được check tin nhắn à. Chấm lại cho em nha, chấm lại cho em nhá. Chị Lèng Phương hình như tưởng là gì nhỉ. Em tưởng là chị đi đơn cùng ai mà 132 chị gái rồi. Chia sẻ live stream cho em nào. Đây, hôm nay có cả mẫu mới anh ơi. Hàng cao cấp này các chị này. Hàng cao cấp này, các chị mua ngoài 250 là rẻ nhất. Em đảm bảo các chị mua ngoài con này 250 là rẻ nhất nhá. Em bán các chị 150. Được chưa? Chia sẻ live stream cho em đi ạ. Chưa chốt đơn cho em à? Ok chị thì Trang Vũ chấm thêm xin một chấm lên đấy đi. Chấm thêm xin một chấm lên đấy đi. Quần bò nam 28 cân dạ không còn à, còn hàng. Đây các chị nhìn này. Rồi ôi, không bao giờ phai màu nhá. Riêng cái bò hàng cao cấp này các chị nhá. Em đã bảo rồi các chị mua ngoài 250 một con. Được chưa ạ? Em bán cho chị 150, 250 là rẻ nhất luôn. Rồi ok chị gái Nguyễn Vân.
Ok ok, em sâu qua mẫu cho mọi người. Để chơi bác nào vào like cho em xin lúc chia sẻ like. Vào like cho em xin lúc chia sẻ like này. Trời ơi, quá bé này. Cái gì cũng đẹp, hôm nay cái gì đẹp. Hôm nay cái gì đẹp luôn. Đây các chị nhìn này. Hôm nay thì cái gì đẹp, mỗi chị vào like nhấn cho em xin lúc chia sẻ like đi. Ui, con quần này đẹp thế. Con quần này đẹp quá cơ ấy. Con quần bò đen đẹp quá, để em mặc thử. Mỗi chị yêu mình vào like chia sẻ live stream để em tặng quà nhá. Hôm qua em tặng áo gió này, hôm qua em tặng cái gì nữa nhỉ? Hôm qua tặng hôm qua chị Hiên Long là được quà chia sẻ đó. Ui, chất thế. À, chị ơi nhìn này. Chất thế, mang cho em xin đôi giày nè. Lên áo rồi, ok chị. Em chào chị Mai Quyên, quần bò bé trai 28 cân em có hàng mà. Rồi, đẹp quá mấy chị ơi. Đẹp quá. Đẹp quá các chị gái á, quần bò ấy. Để đâu ấy? Như dưới gầm đúng không? À, như hôm nay chúng đi đâu nhỉ? Hello các chị. Rồi, các chị ơi chia sẻ live stream cho em nào. Có hàng nha mọi người, có hết hàng này, cầm điện thoại này. Hello các chị. Quần bò giấy á chị. Bò còn bò giấy 40 cân hết hàng rồi. Cái bò đại giá 85.000 còn không anh? Chia sẻ live stream giúp em nào. Ui giời ơi. Đẹp quá. Mà em chưa chích cúc nha, con này em chưa chích cúc các chị ạ. Ôi ôi, con này phải để lại một con mặc thôi. Đẹp quá các chị ơi. Đẹp nhở. Rồi làm mở màn con quần này đi các bác ơi. Chia sẻ like đi cho em nhá. Chia sẻ like giúp em. Được chưa? Nay nhận được 57 cân có chị ơi. Áo này hôm nay có hàng này. Hôm qua là không có nhá. Hôm qua là không có, hôm nay mới có. Đẹp, dã man, nhận hàng được bóc hàng. Xem hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Được chưa ạ? Áo bé có, em Trang xinh quá, em cảm ơn chị Cao Trần nhá. Trời ơi, các chị cứ khen xinh là lại sướng đấy ạ. Đây các chị ơi nhìn này. Cái quần bò này các chị ra ngoài các chị mua 200 mấy 300 nghìn một cái. Em bán cho mọi người này, đẹp quá luôn. Mã này các chị ơi. Chị yêu nào vào like cho em xin nút chia sẻ like đi. Em khuyên thật sự các chị lên chốt nhá. Con này là em có size S, size M, size L. 40 cân đến 56, 57 cân. Được chưa, 40 cân đến 56, 57 cân các chị này. Trời ơi, nó đẹp như này. Các chị ơi, chốt nhanh cho em con này. Lên cho em mã này. Hôm qua đặt là mã gì đấy anh ơi? GT đúng không? Các chị lên cho em mã này luôn ạ. Mỗi chị vào like nhấn cho em xin lượt chia sẻ. Chị nào chưa để chế độ theo dõi page, để chế độ theo dõi page cho em. Mã này em có hai màu nhá. Và em bán các chị là 160.000 đồng. 159.000 đồng. Các chị comment cho em mã hàng A1 kèm số điện thoại. A đặt được chưa? Áo với gió bé trai 40 cân có hàng. Cái áo gió này ngày hôm nay em sẽ có size cho các con từ 30 cân, 32 cân cho đến tầm khoảng là 65 cân. Em có đủ size rồi. Các chị nhá, chia sẻ like giúp em. Lát em tặng hoàng hà nát. Lát em lại tặng áo gió lữ nhá. Hôm qua tặng áo gió rồi. Hôm nay sẽ vẫn là có một cái áo cố định là tặng quà. Còn đâu bộ thì các thứ thì vẫn là tặng ok chưa. Cái này A1 cho em 159.000 đồng. Đẹp quá. A1 em có màu xanh này. A1 em có màu xanh này. Và A1 em có màu đen nhá. Chốt lên đây cho em mã này luôn. Áo em vừa dơ là chất toàn hàng rồi. Toàn hàng da cá tàu thôi. Comment lên đây cho em A1. Để cho em bán các chị là 159.000 đồng. A1 kèm số điện thoại màu xanh cũng quá tuyệt vời luôn các chị ơi. 159.000 đồng. Chị nào vào like rồi bấm cho em xin lúc chia sẻ đi. Các chị ơi, con đẹp thế này mà không chốt nữa thì chốt cái gì ạ? A1 màu đen. Chị Cao Trần hôm qua đặt hàng không thấy gọi điện chốt đơn. Chị Bích Dương lên cho em mã. Chị nào chưa được gọi điện chốt đơn lên mã là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại. Các chị ơi nhìn cho em A1 màu xanh. A1 màu đen em đang mặc. Bây giờ em qua màu xanh cho các chị. Em mặc thử màu xanh cho các chị. Ôi, con quần bò này nó đẹp đỉnh cao luôn. Được chưa ạ? 159.000 đồng. Các chị comment giúp em A1 và kèm số điện thoại. Không biết mọi người thích mặc như nào, nhưng em thích mặc kiểu hơi rộng rộng một chút xíu như này. Ui ui, đẹp quá. Chị nào lấy A1 comment giúp em A1 và kèm số điện thoại nhé. Các chị sẽ được chọn màu. Đấy chưa? Được chọn màu đen này hoặc chọn màu xanh. Đây, mọi màu đen hoặc màu xanh cho em. Chất bò đẹp cực kỳ. Chị yêu lấy A1, comment A1. Mỗi chị vào like cho em xin lúc chia sẻ like này. Áo gió, hồi nãy giờ đi chị ạ. Ok chị gái, chia sẻ live stream giúp em nhá. Comment của em mã này là A1 đã. Đẹp quá. 159.000 đồng. 159.000 đồng A1 kèm số điện thoại. Đấy chưa? Đây A1 kèm số điện thoại cho em. 159. Em chưa chích cái cúc của nó ra nên nhìn nó. Nó hơi buồn cười một chút xíu. Nói chung con này đẹp thật sự luôn mà. Hàng cao cấp mà các chị ơi. Con này các chị mua ngoài mấy trăm luôn ý. Các chị mua ngoài mấy trăm luôn. Em chỉ nói mấy trăm là các chị biết rồi. Comment cho em A1 và kèm số điện thoại.
Được chưa? Áo đỏ đen đằng sau bây giờ em like có size đến 65 cân đấy chị Cường Mạnh. Hàng nhỡ size đấy, hàng đấy đẹp lắm. Được chưa? Comment cho em mã hàng này. Chị yêu nào chốt A1, comment A1 57 cân đổ về. Đẹp quá các chị ơi. Cái này nó là dáng ngố ngố nhưng mặc rất là xinh luôn. Nó là dáng kiểu dáng quần chín tấc các chị. Comment A1 40 cân đến 57 cân có SML. SML có màu xanh và màu đen. Mọi người lên đơn là A1 và kèm số điện thoại. Lên đơn cho em là A1, kèm số điện thoại cho em. Em bán nó chỉ là 159.000. Áo gió đằng sau. Mỗi chị vào like cho em xin lút chia sẻ like nào. Mỗi chị vào like cho em xin lút chia sẻ like nhá. Chị nào lấy màu đen thì lấy, mà chị nào lấy màu xanh thì lấy. Comment A1, chất bò mềm, không mùi hôi, nói chung là hàng đẹp mà các chị. Hàng đẹp, được chưa? 159.000 đồng comment A1. Cho em xin cái mẫu áo gió này mấy cái vào đây đi ngơi. Được chưa? Đây các chị nhìn cho em cái áo gió này, hàng của nó này. Nó xịn sò như thế này cơ mà. Áo gió thô hàng cao cấp nhá. 65 cân đổ về cho em. Đẹp quá. Em chốt cho các chị này 159.000 đồng tiếp theo. Được chưa? 159.000 đồng. Con này đẹp lắm luôn. Các chị xem mua cái mẫu này nhá. Các bé sẽ thích mặc hơn là áo phao luôn. Được chưa? Cái mẫu này các con sẽ thích mặc hơn. Lấy cái áo em mặc vừa thôi. Đừng có lấy cái mã hàng em mặc không vừa. Được chưa? Bây giờ các chị lên đơn cho em mã này luôn nhá. Áo thỏ trên tường ok chị yêu mình. Áo thỏ trên tường thì nó chỉ có size nhỏ thôi, 10, 17, 16 cân thôi. 10, 16 cân thôi. Đừng có quần cho bé trai 28 cân. Chị Mai khuyên hay có hàng, có quần bò. Có quần bò, có tất tần tật các loại quần 28 cân. 28 cân có tất tần tật các loại. Em chào chị Tuấn Kiệt. Hello mọi người. Rồi các chị nha, bây giờ lên cho các chị A2. Từ 32 cân đi. Chốt từ 32 cân, 30 cân thì sợ hơi rộng một chút xíu. Nó có size nhá. Thử cái 65 cân đi người. Mặc thử cái size to kia đi nào. Đây cái size to đây này, sang trèo đây đây phải không? Trời ơi đây. Các chị ơi nhìn cho em con này, 155 chứ nhỉ? 155.000 đồng. Chốt lên đây cho em mã này luôn A2 kèm số điện thoại nhá. Lấy hai cái nhớ comment hai cái, mỗi chị vào like nhấn cho em xin được chia sẻ like. A2 và kèm số điện thoại cho em. Hàng nó đẹp như này cơ mà các chị. 155.000 đồng. Được chưa? 155.000 đồng. Xác định mình đặt mình ăn chốt nhá. Xác định mình mua mình ăn đặt. Đừng có bom hàng cả tội nghiệp tại vì không lãi nhiều. Cho em một áo gió mà. Chị Nguyễn Ngà lên cho mã hàng A2. Các chị được chọn màu. Chọn màu đi mọi người ơi, chọn màu. Có size. Hả? Chốt đến 60 cân. Chà, 32 cân đến 60 cân. Chốt nhanh cho em con này mã hàng A2 và kèm số điện thoại. Lấy hai cái nhớ comment hai cái. Cái này các chị nhìn này. Kéo vút lên cũng được nhá. Kéo vút lên cho em cũng được. Mà gì ạ? Mà kiểu như là mình mình gì ạ? Để như này cũng ok nhá. Cái này là có mũ tháo được rồi. Lên cho em là A2 các chị được chọn màu. A2 155.000, chị Trần Thảo mới lên cho em A2. 155.000 đồng. Con này các chị ơi hàng nó đẹp mê ly luôn. A2 cho chị Cao Trần. A2 và kèm số điện thoại nhá. Các chị được chọn màu. A2 cho chị Nguyễn Thanh. A2 cho chị Trần Phẩm. Em lên cho các chị A2. Màu này của em là màu xanh này. Màu này em mặc là màu đỏ này. Chốt A2 kèm số điện thoại. Màu em dơ là màu vàng này. Em dơ là màu vàng này. Được chưa? Cái áo gió này các con mặc nó sướng hơn là mặc áo phao. Nó không cộ. Mà chất liệu của nó là gió thô nhá. Mẫu hip hop. Comment A2. Em chào chị Lý Thị Trài. Màu này xanh này. Xanh vàng này. Đỏ này, xanh vàng đỏ chắc nó chỉ có thế màu thôi đúng không? Xanh vàng đỏ ạ. Đấy. Màu này là màu xanh cốm nhạt thế này. Thôi cứ xanh là xanh đi các chị ơi. Comment A2 chia sẻ like cho em. Chị Trần Phẩm ok, chị Đinh Nhàn ok. Sao chưa thấy gọi điện chị Hồng Hứa này như nào? Lên số điện thoại em kiểm tra. A2 cho chị Nguyễn Phương. A2 cho chị Hoa Đỗ Quyên. Cho em xin lại số điện thoại đi. A2 cho chị Huỳnh Thiên Hương. Lên A2 cho chị Phương Lê. Cái này có đến 60 cân. Chốt nhanh ngày hôm nay nó còn đủ size, ngày mai là hết size to các chị nha. Comment A2. Ok chưa? A2 cho chị Đức Phạm Văn lên A2. A2 chị Cường Mạnh. A2 cho chị Hồng Hương Hoàng Thị. Lên là A2 155.000 đồng. Cái này của nó là thô nhá. Các chị nhìn hàng cao cấp này. Nhìn là đã thấy đẹp rồi. Em phải nói điều con này nhìn là các chị đã thấy nó đẹp rồi. Comment lên đây cho em A2. Các chị chọn màu thoải mái nha, chọn màu thoải mái. Lên là A2, chị Hoa Đỗ Quyên màu vàng ok chị gái luôn. Chốt mã hộ em là A2 và kèm số điện thoại này. Em bán cho các chị xem quần bò em lấy 4 cái á.
nó chả còn nhiều mẫu đâu chị ạ. A2 rồi, ok chị gái Lam Lâm Hương. Đây này, cái này là em quắp vào cái to này. Cái này là chồng em cầm vào cái xe to này. Đó, các chị ơi đẹp dã man như thế này. Cái này là mũ tháo được rồi. Comment A2 kèm số điện thoại cho em nhá, 155.000 đồng. Đấy, em đang mặc vào cái xe to. Các bác lên cho em A2 và kèm số điện thoại 155 nhá, 155. Chị Vân Anh có A2. Hôm nay chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Còn váy gấm chị mua thêm để tặng. Hôm trước em đã bảo rồi. Các chị ơi, bây giờ các chị cho cháu 29.000 đồng, các cháu mua được cái gì đâu. Các chị mua cho em cái váy cái viết về tặng cho con mặc đi học nhá. Được chưa, lên cho em mã này luôn là A2. Chị Trần Nga, A2 7 cái đủ màu. Chị này xỉ à? Ok, A2 chị Trúc Linh. Lên cho em là A2 kèm số điện thoại. A2 và kèm số điện thoại cho em 155.000 đồng. Đẹp, không đẹp không lấy tiền. Được chưa? Em bảo bao cho các chị luôn, không đẹp không lấy tiền các chị. Comment cho em A2 và kèm số điện thoại. Được chưa? A2 chị Đức Phạm Văn, A2 chị Nguyễn Phương. Ok, cảm ơn mọi người. Các chị chốt lên đây cho em mã hàng A2. Áo thỏ bé, đợi em một tí. Áo thỏ bé. Có những chị cái nhảy các chị đi nhập xỉ 6 mấy nghìn đúng không? Đó, chốt cho em A2. Ok, chị Hoa Biển lên cho em xin số điện thoại. Chị Hồng Minh có A2. Áo đây là áo nam, áo của bé trai, áo hip hop của bé trai các chị này. Nhìn này, chất liệu là gió thô nhá. Các chị hình dung ra không ạ? Gió thô cao cấp luôn, A2 và kèm số điện thoại. Đây là màu xanh. Ok, chị gái Bình Lê có A2, chị Hồng Minh có A2. Chốt cho em A2 cho chị Nguyễn Ngà. Em có đến 60 cân, 62 cân các chị vẫn ok nhé. Chốt đến 60 cân cho em này. Nó đẹp như này các chị ơi. Bán các chị là 155.000 đồng. Ok, chị Hồng Hứa có. Chiều nay rồi, ok, chị Tăng Thị Ngọc ngày mai. Em ghi ngày mai gọi lại chị Tăng Thị Ngọc. Có nha chị Tình Phạm. Lên cho em mã này luôn là A2. Nếu không thì chốt lại lên ở đây đi chị Tăng Thị Ngọc. Comment vào đây cho em A2 và kèm số điện thoại. A2 kèm theo số điện thoại màu này của em là màu vàng này. 60 cân, 62 cân cho em nhá. Các bác lên hộ em A2. Gió thô cao cấp mẫu hip hop. Em không lời nhiều, không như nhà người ta lời 3, 4, 50 nghìn một cái áo đâu. Lên là chị nào mình xác định mình đặt hàng mình mới chốt nhá. Không đừng có bom hàng mà tội nghiệp. Được chưa, lên cho em con này là A2 kèm số điện thoại. Mẫu áo hip hop này các chị này, 155.000 đồng nhá. A2 chị Trịnh Liên, A2 chị Bích Dương. Comment hộ em A2 và kèm số điện thoại. Hôm qua nhà em đơn 1 chắc không kịp gọi hết đâu. Chị nào lấy cái này lên cho em A2 nhá, kèm số điện thoại cho em. 155.000 đồng, đẹp quá. Các chị không chốt hôm nay thì giá, em thề với các chị cái này giá càng ngày càng tăng, mà đặc biệt năm nay nhá. Nó chỉ được lô đầu tiên về bao giờ cái gì cũng rẻ đẹp. Không rẻ đẹp làm sao lần sau mình bán được ạ. Comment vào đây cho em A2 và kèm số điện thoại. Được cho A2 và kèm số điện thoại giúp em. Màu xanh này, màu vàng này các chị này. Xanh vàng đỏ cho mọi người nhá. Lên mã, màu này của nó là màu xanh nhạt này. Màu này của nó là một kiểu màu ghi ghi ấy, gọi là màu ghi nhá. Comment màu này là màu ghi. Đầm có 25 cân á chị, không biết được chị ơi. Comment A2 từ 32 cân ạ. Chốt hộ em A2 và kèm số điện thoại 155.000 nhá. Đây các chị này, nó đẹp long lanh như này cơ mà. 155.000 đồng, các chị nhìn cái áo của nó này. Chất lượng dã man. Ok, chị Nguyễn Tuyết có A2. Cố gắng chốt hàng này, ngày mai nhớ chú nhẹ cho em nhá. Ui dồi ôi đẹp quá anh ơi. Anh lấy này, cái áo này này. Cái áo này anh vừa không? Ui cái áo này size size gì đây mà to thế này anh ơi. XL này, 2XL, 2XL đây. Comment A2. Trời ơi đẹp quá. A2 chị, ok chị Vân Lương A2. Chốt mã giúp em là mã A2 và kèm số điện thoại. Chị Ngọc Bùi ok A2. 155.000 đồng. 155.000 đồng gió thô nhá. Các bác lên giúp em con này là A2 và kèm số điện thoại này. Đẹp quá em mặc con này nó to. Con này đẹp thật sự luôn. Chốt cho em A2. Được cho A2 chị Cát Hoa, A2 chị Anh Hoàng, A2 cho chị Rồng ô Hồng. Ok, A2 rồi, ok chị gái Hoa Đỗ Quyên có này. Cái mẫu này các con, các anh sẽ thích mặc. Các bé, các anh sẽ thích mặc hơn áo phao. Bởi vì nhiều khi áo phao nó hay bị cộm, nó bị dày quá. Các như con da nhà em thế. Toàn đòi mặc áo gió thôi, ít khi mặc áo phao. Mà dòng này nó này này, vừa ấm này, vừa đẹp. Được chưa các chị, vừa ấm vừa đẹp. Nó ấm không kém gì phao nhá. Comment A2. Rồi ok chị Cường Mạnh, ok chị Ngọc Đăng. Lên cho em con này là A2 và kèm số điện thoại 155.000 đồng. 155.000 đồng. A2 cho chị Nguyễn Trang. Ok chị gái, chốt hộ em A2 và kèm số điện thoại 155.000 đồng một cái. 155. Tiếp tục lên cho các chị áo thỏ nào. Áo thỏ đây mọi người ơi, áo thỏ đây. Áo thỏ của nhà em đây. Ngày hôm nay kỷ niệm các chị 50.000 đi. Có 45 cân chị ơi, cái đấy có đến 60 cân. Chốt A2 và kèm số điện thoại cho em. A2 chị Hằng My, A2 chị Anh Hoàng. Lên hộ em mã hàng A2 kèm số điện thoại. Anh ơi, nước hẳn hết kiểu không nói được. Cho em nước, cái chai nước lạnh em lại vừa lấy vứt xuống tủ lạnh rồi. Chiều nay em không uống đến đâu. Thôi lấy nước trắng đi, không lại tí này không ngủ được. A2 65 cân, sợ không vừa rồi. A2 em ơi 65 cân anh có mặc được không?
chồng em là 70 cân cơ. A2 chắc chốt được đến tầm 62 cân. Tại vì là A2 này thì là nó sẽ. Rồi ok chị gái Lâm Hương, ok chị Hoa Biển, để mình hai cái A2. Ok chị Anh Hoàng, A2 hai cái kèm số điện thoại. Ok chị Huệ Đinh, chốt hai cái, comment hai cái nhá. 155.000 đồng các chị nhìn này. Đẹp như này cơ mà, các chị ra ngoài các chị mua con áo này 200 mấy chứ đừng nói là 100 mấy nhá. 200 mấy. Được chưa? 155.000 đồng lên cho em má hàng A2. Chị Minh Meo ok, chị Nguyễn Hậu ok. Tiếp tục cho em má này luôn A3. 10 đến 16 cân 50.000. Rẻ đúng bằng cái áo cọc nhá. Rẻ đúng bằng cái áo cọc. Được chưa? A2 cho chị Đặng Thị Trung ok. Lên cho em con này là A3 và kèm số điện thoại. A3 và kèm số điện thoại cho em. A3 kèm số điện thoại nhá. Chị Hiếu lấy cái này comment A3. Ok chị Hằng My có. Cái này lên đơn cho em A3. Đúng rồi, đơn này đơn tối sẽ dồn đơn chiều. Ngày mai nhé, em sẽ gọi điện chốt đơn cả thẻ luôn. Cái chai nước của em đâu nhỉ? Cái này các chị lên cho em A3 này. Được chưa ạ? A3 của em Trang sẽ chốt được cho các con từ 10 đến 16 cân 50.000 đồng. Chất liệu là da cá tàu nhá, không bao giờ xù lông. Được chưa? Áo thỏ này xinh quá mà màu cầu vồng luôn này. Thỏ cầu vồng luôn, comment A3. Mẫu treo tường đúng rồi, mẫu treo tường là mẫu A2 đây. Mẫu treo tường là mẫu A2 đây chị. Đây A2 đây. Nói chung là A2 các kiểu đây nhá. Comment A2. Thấy chưa? A2 đây, mẫu này em vừa mặc này, mẫu treo tường là mẫu em vừa mặc đây. Nhá mọi người lên cho em A2 chị Loan Đỗ, A3 chị Thùy Đoàn, em chào chị Thanh Hồ nhá. A3 chị Trịnh Ken Mai, comment A3 và kèm số điện thoại. A3 và kèm số điện thoại. Đơn của chị 10 ngày chưa nhận được hàng. Chị Hoàng Ngoan lên số điện thoại cho em. Rồi ok chị Hoa Đỗ Quyên có, A3 chị Ngọc Bùi có. Các chị lên cho em má này luôn A3 50.000 đồng kèm số điện thoại đấy cho em. A3 và kèm số điện thoại cho em 50.000 nhá. Nốt cho các chị gái là 50.000 đồng. Chị lấy cái này comment A3. Để cho A2 cho chị Định Huyền, A1 đúng rồi là quần người lớn chị Nguyễn Hậu, quần bò người lớn. Lên cho em má này là A3 đẹp quá, cái chất này các chị nhìn này. Chất liệu là da cá tàu nhá. Mọi người comment cho em, chị nào từng mua cái áo mà cổ thủy thủ nhà em rồi các chị biết đấy, đó là chất liệu da cá tàu. Comment A3, chị An Nguyễn Vị A3, chị Trần Nga A3, chốt A3 kèm số điện thoại. Đẹp quá mấy chị ơi. Màu của nó đúng màu cầu vồng luôn này. A3 không có 20 cân, A3 chị Trịnh Mai kèm, Trịnh Ken Mai có. Chị Hoàng Ngoan ok chị gái, lên mã là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại. Chị Hoàng Anh ok, chị Luân Nguyễn ok chị gái, chị An Nguyễn Vi ok chị gái. Chị Đặng Thị Trung lên mã là A3. A3 cũng có 26 cân. A3 A2 cho chị Việt Phương, A3 cho chị Phùng Huệ. Còn áo thun bé size đại không còn chị ơi. A3 dồn đơn cho chị Nguyễn Ngà. Lên cho mã này là mã A3 nha mọi người nhá. Và giá em bán các chị là còn 50.000 đồng. 50.000. Anh ơi cho em xin cái áo kẻ lốt vào đây xả 25.000 đi. Áo kẻ size bé bé của con ấy, các con ấy nhớ không? Comment A3 kèm số điện thoại. Đây, mã size đại đây các chị ơi. Size đại đây các chị chốt cho mã Mickey này. A3 cho em ạ. Kèm số điện thoại. Chia sẻ like lát em tặng áo Mickey này nhá. Bảo tặng gì tặng cái đấy nhá mọi người nhá. A3 hai cái chị Vân Nương, áo em đang mặc không có hàng. A2 cho chị Việt Phương ok chị gái. Cái này các chị lên cho em tiếp. A2 làm gì có 10 mấy cân. Đẹp quá các chị ơi. 69.000 đồng con này size to. Cái này các chị lên cho em size, mã này size bao nhiêu cân đấy? Có size à? Cái này các chị lên cho em A4 này. Chốt nhanh nhá. 69.000 đồng. Đến 30 cân à? Đẹp quá. Được chưa ạ? 69.000 đồng. Size từ tầm 24 đến 28, 29 cân đổ về. 24 đến 29 cân nhá các chị nhá. 24 đến 28, 29 cân cho em. Bây giờ cái mẫu này hôm nay về được đúng một size thôi, 24X thôi. Các chị lên cho em con này luôn là A4 và kèm số điện thoại. A3 chị Heo Mini Nano ok chị. Chốt cho em mã này là A4. Màu hồng này. Màu này của em là hồng đậm này. Đấy chưa? Hồng đậm này, áo hot đi cho bé gái. Chất liệu là da cá tàu. Chốt cho em quần bò chưa? Đây các chị lên cho em A4 kèm số điện thoại. Hả? Hả? Cầu vồng là 50.000. Ok chị Mai Quyên, lên cho em má này là A4 nha các chị nha. A4 cho em. Cho áo Mickey này xinh ơi là xinh luôn này. Giá em bán các chị 69.000 đồng A4. Chị lấy A4 comment A4. Chị Cao Trần A4. Cái này không có không phải ngắn tay, cái này dài tay áo thu này. Đẹp quá. Đẹp quá, cái áo này mặc rộng rộng chút xíu nha tại vì nó tay này. Áo hot đi cho bé gái. Được chưa ạ? Chất liệu là da cá tàu. Mọi người comment cho em A4 và kèm số điện thoại. A3 chị Đặng Thị Trung. Ok chị yêu. Chị nào chốt cái mã này lên cho em A4 nhá. À, bán không còn đâu chị ạ.
A4 cho em và kèm số điện thoại. Những cái mẫu này em bán hết trong đầu hè rồi. Các mẫu A4 đây còn màu vàng nữa này. A4 69.000. A4 cho chị Vân Lương. Lên cho em A4, A4 cho chị Anh Hoàng, một màu vàng nữa đẹp. Hồng này, hồng đậm, hồng nhạt nhá. Hồng cam và màu vàng, các chị lên cho em A4. A4 kèm số điện thoại giúp em. A4 kèm số điện thoại 69.000. A4 từ 23 cân, 24 cân đến 29 cân. Chốt cho em A4 kèm số điện thoại. A4 kèm số điện thoại cho em. Rồi cái áo này thanh lý nốt các chị 25.000, A5. Con này hôm nay là chấp nhận lỗ luôn. Nhập 34.000, giờ thanh lý 25.000 cho các chị. Cái này em còn 10 đến 15 à? 10 đến 15 cân không chọn màu nhá. Ngày mai nói chung là không chọn màu, hoan hỉ cho em mã này. Tại vì mã này em còn ít thôi, lẻ sai. 25.000 chốt cho em mã này A6. Áo khoác phía sau chị ơi. Áo khoác phía sau 50 cân có vừa chị Hà Thu. Áo khoác phía sau ngày hôm nay em có size đến 62 cân. A4 chị Hồng Hứa, A4 chị Hương Còi. Cái này các chị lên cho em A5. A5 và kèm số điện thoại. Đợi rồi ok chị A5. A4 là chị Lý Trần, A4 là chị Vân Hồng, chị Vương Hồng, lấy hai cái nhớ comment hai cái. Cái mã này các chị lên cho em A5 nhá. A5 và kèm số điện thoại. A4 lấy 4 áo. Ok chị Hương Hoàng, A4 cho chị ạ. Chị nào chốt mã này lên A5 25.000 này. 25.000 hàng Quảng Châu này các chị này. Dành cho bé từ 10 đến 16, 10 đến 15 cân nữa thôi. Chốt hộ em mã hàng A5, A4 rồi ok chị gái thì Nhi Hồ. Lên cho em mã này luôn là A5 và kèm số điện thoại nhé. A5 và kèm số điện thoại cho em. A4 là chị Hồng Hứa, ok chị gái luôn. Chốt mã A5 kèm số điện thoại. Cái quần này size nhỏ là size gì đây? A5 kèm số điện thoại cho em. A5 là chị Ngọc Đăng. Cặp bé trai chị, cặp bé trai còn một cái cặp này thôi là hàng thủ đô vàng. Em định để lại cho con nhà em, con nhà em nó cứ đòi hình người rơi. Con nhà em nó cứ đòi hình người rơi, không nói hình người rơi nên là em ấy để bán cái siêu nhân. A4 cho chị ạ. Linh Dần Lê A4. A4 A5. A5 A6 là cái gì chị Hà Thu? Bảo nhân viên gọi tầm trưa nhé. Ok chị Hương Còi. Cái này các chị lên cho em tiếp này. Con quần này cả nam cả nữ, cả bé cả gầy cả cao đều mặc được. Đẹp quá. Các chị nhìn này. Quần này là chất u mì nhá. Không phải là quần chất phông đâu. Đây. Đây các chị nhìn này. Đó. A5 cho chị Vũ Thành. Lên mã và kèm số điện thoại, không cần em phải đọc hết tên. Được chưa? Con quần mặc nhà đẹp quá các chị ơi. Quần dáng thể thao này. Chốt cho em mã hàng A mấy đây anh ơi? Áo khoác đó bao nhiêu rồi? Ok chị gái, chị Hà Thu lên mã là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại. Quần bò bé trai 35 cân nhà em không còn. A4 chị Hương Hoàng có đơn. Mã này là A mấy đây? Bây giờ là tiếp là A5 gì? Quần sọc này này. Rồi lên cho các chị tiếp A6. Quần sọc này có size đến bao nhiêu cân này? Đây. Mẫu này cả nam cả nữ cả bé cả biết mặc được hết cho em này. Được chưa? Mẫu này các chị lên đơn cho em A6. Màu xanh này. Từ 40 cân nhá. 40 cân cho em này. Hàng có size nha các chị nha. 40 cân đây em đang mặc chuẩn size M đây này. Đấy. Thấy chưa các chị? Chất u mì 65.000 đồng một cái. Được chưa? A4 20 cân vừa không? A4 em không nhớ. Còn khẩu trang hình như còn ạ. Chốt đến 75 cân. Mẫu này là hai vợ chồng các chị mặc được. Nam nữ mặc được hết nhá. Mẫu này là từ 40 cân. Nam nữ mặc được hết cái quần ba sọc này. Được chưa? Các chị nhìn may cái chun của nó đã đẹp hay không rồi này. Lên cho em mã này luôn là A6 đúng không? A6 màu em đang mặc là màu đen. Màu tím than này. A6 màu đen, A6 màu tím than. Được chưa? Và em có A6 của màu xanh nữa. Lên hộ em A6 và kèm số điện thoại. Hàng này em có đến 75 cân, có size nhá. Hàng này may có size đi. Đó, mọi người comment vào đây cho em A6. Được cho A6 65.000 một quần. Chốt hộ em. Mình ghét nhất chốt đơn hàng xong không gọi điện chốt đơn. Chị Việt Phương chốt đơn nhà ai mà không gọi điện chốt đơn ạ? Comment cho em mã hàng A6 kèm số điện thoại. Em bán cho các chị yêu giá còn bao tiền ạ? 65.000 nhá. 65.000. Được chưa? 65.000 đồng một cái. Các chị gái lên cho em mã hàng A6 và kèm số điện thoại. A6 và kèm số điện thoại cho em. Quần bò bé gái 16 cân còn chị ơi. Tầm tầm nhỏ nhỏ như thế này em còn. Đây quần này là quần mặc nhà nhá. Chốt cho em mã này luôn A6 mặc nhà, mặc đi chơi, mặc đi thể dục thể thao. Được chưa? Quần ba sọc. Lên cho em A6 và kèm số điện thoại này. A6 và kèm số điện thoại. Đây chị nào vừa hỏi váy kẻ đây. Chốt tiếp cho em. Váy kẻ bây giờ mua tặng đúng không? Các chị lên cho em, chị nào nhận áo này, quần áo váy này rồi cho em xin một cái feedback nào. Được chưa? A6 rồi ok chị Duyên Trương, A4 rồi ok chị Thùy Nhi Hồ, để lại số điện thoại nhá, để ngày mai nhà em gọi điện chốt đơn. Các chị nhớ chú ý nghe điện thoại giúp em nhá. Tiếp tục lên cho các chị váy kẻ dạ này. Đẹp quá mấy chị ơi.
35.000 một cái. Chốt vào đây cho em mã hàng A7. Còn quần bò cho bé trai 25 cân có. Anh ơi cầm quần bò bé trai đi. Cái này các chị lên cho em A7. 10 cân đến 22 cân này. 10 đến 22 cân các chị nhìn lớp lót bên trong này. Em bán cho các chị 35.000. 35.000 lời của các chị đúng 5.000 đồng một cái váy. Được chưa ạ? Lên hộ em mã này luôn. Mã hàng A7 và kèm số điện thoại. A6 rồi, ok chị Hà Thu. A6 của em là đến 75 cân. Ok chị Quyên Hoàng, lâu quá chưa có, lên số điện thoại cho em. A7 cho chị Duyên Trương. Lên cho em A7 và kèm số điện thoại. Lên cho em A7 kèm số điện thoại này. Em bán các chị yêu 35.000. 10 đến 20 cân, 10 đến 22 cân. Đấy các chị ơi, mùa đông nhá, mùa thu thì các chị mix cho em áo gì ạ? Mùa thu thì mix cho em áo da, áo giữ nhiệt thôi, còn mùa đông mix cho em áo len nhá. Áo trắng váy xanh cấp 1 không còn đâu chị Huyền Như. Những cái mẫu mà bán chuẩn bị đi học là em bán trước rồi. Đấy, cái này các chị lên cho em mã này luôn là mã A7 và kèm số điện thoại. Phải A7 không nhỉ? A7 kèm số điện thoại giúp em. Mặc lên xòe cực xinh luôn. Chợ mặc lên xòe cực xinh giá có 35.000 một cái thôi. Có 35.000 một cái thôi. Chốt nhanh A7 cho em. Nhá, A7 kèm số điện thoại 35.000 đồng. Mọi người comment A7. Để cho A7 cho chị Hà Thu, A7 cho chị Duyên Trương. Mọi người lên mã. Ai đây? Ai? Chốt cho em A7 cho em ạ. A7 cho chị Đào Thủy hai cái. Lên cho em A7 và kèm số điện thoại. Em chốt các chị 35.000. 35.000 A7. Cái mẫu quần này là có size đến tận 75 cân nhá. Nam nữ mặc được hết. Chốt cho em là A7 và kèm số điện thoại. Cặp bé trai đằng sau của em nào. Hàng của Thủ Đô Vàng 250. A7 cho chị Hà Đoàn. Lên mã cho em là A7 và kèm số điện thoại. Quần em mặc là 65.000 đồng. Được chưa? A7 và kèm số điện thoại giúp em. Con đấy để lạnh lạnh em bán 49.000 vẫn thoải mái. Thật sự nó vẫn là siêu siêu rẻ rồi. Cái này các chị lên cho em mã này luôn là A8. A8 cho em nhé. Con này em có từ 16 cân đến 28 cân. Chốt cho em A8, 68.000 đồng đi. 68.000 đồng, chất bò mềm, co giãn nhiều. Mỗi chị vào like cho em xin nút chia sẻ livestream. Lên cho em con này là A8, 16 cân đến 28 cân. A7 là 35 chứ. A7 kẻ gì? 35.000. Cái này các chị lên cho em con này A8 và kèm số điện thoại. Bình Dương chưa ship ạ. Em ở Tuyên Quang ạ. Bình Dương chưa ship được ạ. Bình Dương này, thành phố Hồ Chí Minh này, Đà Nẵng này, Đồng Nai này. Cái gì nữa nhỉ? Bến Tre này, Nghệ An là chưa ship nha. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn. Mã quần sọc là mã A mấy nhỉ anh ơi? Quần sọc là A mấy? Các chị lên cho em con này là A8. Em bán các chị yêu luôn. Áo màu hồng phía sau 50.000. A7 cho chị Nguyễn Yến. Áo màu vòng cầu vòng phía sau của nó là 50.000 đồng. Nhá, quần sọc là A7 à? Quần sọc là A... quần sọc này là A6 hay sao ấy? Quần sọc là A6. Quần sọc này là cả nam cả nữ mặc được hết nhá. Quần sọc này là 40 cân đến size 75 cân. S cho đến 3XL luôn. Chị nào chốt quần sọc này comment A6. Giá em bán các chị gái là còn 65.000. Có ship cái gì đây? Chị Thanh Ngọc có ship cái gì? Có ship cái gì chị? Không hiểu, chị viết tắt thế em không hiểu đâu. Không phải cái gì em biết đâu các chị. Ngu bỏ mẹ đấy. Rồi tiếp lên cho các chị mã này luôn. Con này hình như còn toàn size bé mà. 29.000 đồng con này. Yếm A7 không có 27 cân đâu. Em đọc cân nặng rồi. Cái này các chị lên. Anh ơi tập trung vào hộ em tí. Không em không nhớ nữa rồi. Bây giờ đến A mấy rồi? Rồi tiếp cho các chị A8 và chị Mai Khuyên. Áo kẻ tím có không có 20 cân. Gia Lai là chưa chốt. Gia Lai là vẫn ship bình thường. Gia Lai là vẫn ship bình thường. Chỉ có Đồng Nai mới không ship thôi. Nha, Gia Lai vẫn ship bình thường. Nghệ An đúng rồi, Nghệ An chưa ship được. Giữ đơn, chuyển khoản mới giữ đơn nha các chị nha. Cái này các chị lên đơn cho em má này luôn. Má này lên đơn cho các chị luôn là A9. Chất u mì này. Cái này hình như còn size 8 đến 18 cân 5 tuổi. Lên cho em má A9. Cái yếm này. Mix cho em áo giữ nhiệt bên trong nhá. Mix cho em áo len bên trong cho bé. 35.000. A8 là quần bò. Cái này các chị lên cho em mã hàng A9. Em không biết được đâu.
Nói chung là Gia Lai tầm này đi chắc nó phải mất tuần. Comment 29. Rồi ok chị Lâm Hương. Comment 29 và kèm số điện thoại. Cái quần bò mà 28 cân bây giờ nhà em không còn mẫu nào đâu. Bởi vì là quần bò em bán trước đây, cách đây tầm 1-2 tháng em bán quá nhiều cho các chị rồi. Quần bò 68 A9 29.000 đồng một cái. Rồi chị Lan Anh cũng có A9. Áo cầu vồng là chất da cá tàu. Lên cho em mã A. Đồng Nai chưa ship được đâu chị ơi. Đồng Nai không ship, bưu điện nó không ship ấy. Lên cho em tiếp mã này. Lên cho là A9 và kèm số điện thoại. Áo này của em là áo khóa này. Ủa dồi đẹp thế. Con này size 5X cả anh. 30-35 cân à? 18-28 cân. Có size à? 18 30 cân được. A8 cho chị Đinh Nhàn. Ok chị. Đây em mặc được đây. 30 cân đủ về. Không có ngắn tay. 18 cân đến 30 cân chốt cho em mã hàng A10. Chốt cho em A10. Đúng không? A10 69.000 đồng. Cái này là chất da cá tàu. Áo khoác treo trên có 40 cân. Tí nữa em lên lại cho. Áo khoác treo này em có đủ màu luôn. Đủ màu đủ size đến 62 cân này. Đủ màu đủ size đến 62 cân mà giá của nó có 155.000 thôi. Tí nữa em lên cho. Cái mã này mọi người comment cho em mã hàng là A10. A10 màu hồng cam và A10 màu hồng nhạt. 69.000 đồng. Chốt cho em A10. Áo giữ nhiệt bé còn không anh? Còn cái lô áo ở trên xe còn chưa bỏ xuống ấy nhỉ? Trên ô tô ấy. À. Đúng rồi, nhận hàng thanh toán đấy chị. Comment cho em mã này luôn A10. Đẹp quá các chị ơi, có size nhá. Hàng chất liệu là da cá tàu. 18 cân đến 30 cân chốt cho em A10 kèm số điện thoại. 69.000 đồng một cái. Chị Tăng Thị Ngọc một cái A10. Chị nào lấy A10 mình lên đơn hộ em. A10 và kèm số điện thoại nhá. A10 và kèm số điện thoại. Để cho em bán các chị yêu con này. Giá tiền của nó lốt là còn à. Lốt nhá các chị nhá, lốt là còn à. 69.000 đồng. Anh ơi, cho em xin cái áo kẻ đi. Áo kẻ còn đúng không? Áo kẻ của Lưu ơi. Vào đây em thanh lý lốt 20.000 à. Bây giờ là giá tặng 20.000 đúng không các chị? Chốt cho em con này luôn nhá, là A10. Để cho em mà không có hàng. Chốt hàng A10 và kèm số điện thoại. Áo sơ mi bé trai 35 cân có. A10 chị Huỳnh Thiên Hương. A10 cho chị Phương Lê. Chị nào chốt A10 mình lên đơn hộ em A10. Em bán các chị yêu A10 là còn à. A10 nhá, em bán các chị A10 là còn 100. À, A10 đấy là còn 69.000. Tiếp tục cho em mã hàng A11. Quần này mẫu này em qua bán rồi nhá. Hôm nay còn 2 di nữa thôi, 2 di cuối cùng. Mã hàng của em là A11. Em bán các chị 150.000. Các chị nhìn này, các chị mua ra ngoài mua đến 300.000 cái. Đây. Bò em bán mấy chục nghìn nó đã đẹp long lanh rồi. Đây là bò em bán 150.000, các chị lên vào đây cho em mã hàng. Ok chị Nguyễn Vân Anh, ok chị Thuyên Vũ Thị. Ngày mai nhớ chú ý nghẹn thoại, nhà em gọi điện chốt đơn nhá. Gọi điện chốt đơn từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Được chưa? Các chị lên comment tiếp cho em mã này. Mã này là A bao nhiêu? A11. 40 cân đến 57 cân, chốt A11 cho em. A10 40 cân vừa không chị? A10 là cái gì nhỉ? Chốt tiếp cho em mã này luôn là A11. Không có đến 30 cân mà. Chốt cho em A11, chị nào lấy màu đậm thì lấy màu đậm, chị nào lấy màu nhạt thì lấy màu nhạt. 150.000 một cái. Này các chị nhìn cái quần bò của em này. Cái chun này là rút nhá, rút để cố định nhá, không phải chun trang trí đâu. Mã hàng của em là A11 kèm số điện thoại. Có màu đậm này. A10 là chị Nguyễn Đường, Nguyễn Dược. Chốt cho em mã này là A11 150.000. Đây là màu đậm nhá. A11 150.000 đồng. Đấy chưa, chị Thắm Vũ có A10. Quần bò bé gái ấy chị. Bò bé gái đã về được hàng đâu. Về hôm trước là bán xỉ hết thì không bán lẻ được. Con mời cho em mã này luôn là A11 nhá. A10 cho chị Trần Thành. Chốt cho em ạ. Con này của em là chốt từ 40 cân nhá đến size L 56 57 cân đổ về. Đẹp lắm luôn ạ. Chốt cho em mã A11. Em bán 150.000 đồng. Hôm nay chị nhận được hai bé tranh nhau luôn à. Hai bé tranh nhau luôn. Em cảm ơn chị Thu Huyền Nguyễn đẹp đúng không? Quần áo hôm trước chị Thu Huyền Nguyễn vừa chốt mấy cái váy dạ đấy. Em đã bảo rồi mua cho con nó mặc, hướng lời luôn. Tiếp tục cho em A12, 29.000. 10 đến 22 cân A12. 29.000 đồng. Các chị nhìn từ cái lớp lót của nó này. May không có một cái chỉ nào thừa ra ngoài cho mọi người ngồi cắt đâu. Em nói thật luôn, bán rẻ nhưng phải đẹp. Chứ còn rẻ mà xấu thì không bao giờ bán rồi. Áo treo trên tường em lên rồi chị. Cái áo khoác à, để em tua lại cho. Mã này lên cho em A12. 10 đến 20 cân, 10 đến 22 cân. Chốt rồi em A12. Em bán các chị lốt 29. Váy chấm bi này, trên phối gen nhé.
Trên này là phối ren. Comment vào đây cho em A12 kèm số điện thoại. Áo hip hop bé trai là mã gì? Chị Nguyễn Vân A2. Đây áo hip hop bé trai đây em tua lại cho. Ba lô đằng sau, kín đằng sau, ba lô kín đằng sau của em là 100. Bao tiền đấy? Comment cho em mã này là A12 chị Trần Phẩm. Lên cho em mã này luôn là A2. Cho em xin phép tua lại một chút xíu nha. 32 cân cho đến 62 cân. Chốt cho em mã này. A11 là trai hay gái? A11 là quần bò. A11 là cái gì? Quần bò. A11 là quần bò của gái hay gái? Comment vào đây cho em mã này luôn. A2 và kèm số điện thoại này. Đó, các chị nhìn này. A2 này chất liệu của nó là gió thô, hàng cao cấp nha. 32 đến 62 cân. Chốt cho em mã hàng A2 và kèm số điện thoại. Đẹp chưa? Các chị được chọn màu nha. Chọn màu này 155.000 đồng. 155.000 đồng. Màu em đang mặc là màu đỏ. Màu này màu xanh. Màu em treo trên tường màu vàng. Các chị lên vào đây cho em mã hàng A2. A2 155.000. Lấy 2 cái comment 2 cái nha. Lấy 2 cái comment 2 cái cho em. Để chờ các chị lên cho em mã hàng A2 và kèm số điện thoại. Em chốt đơn 155.000 đồng. 155.000. Màu này của em là màu ghi. 155.000 đồng một cái. Chốt cho em A2. A12 cho chị Hà Thu. Áo mèo treo trên là A7 nhỉ? Áo mèo treo trên là A7. Áo thỏ ấy. Áo cầu vồng đây. A3 phải không? Cầu vồng là A3 phải không? Đây áo cầu vồng này thì nó chỉ có 10 đến 16 cân thôi. 50.000. Chất liệu của nó là hàng da cá tàu các chị nhá. Cái này là A3 kèm số điện thoại. A12 size 22 cho chị Vân Nương. Cái này lên cho em mã hàng A3. Chưa 50.000. Chưa A2 cho chị Thi Trần. Chị đều lấy A2 lên A2 nhá. A2 2 chiếc của chị Hà Tạ Thị Hà. Ok chị gái luôn. A2 chị A12 chị Nguyễn Yến. Ok chị. Chị nào lấy 2 cái comment 2 cái. Các chị ơi không có size thì từ 30 cân đến 62 cân các chị mặc kiểu gì ạ? Comment cho em mã này luôn mã A2 và kèm số điện thoại. Chưa A2 chị Nguyễn Vân. Ok chị gái rồi. Chị nào chốt A2 comment A2 và kèm số điện thoại cho em. 155.000 đồng. Tiếp tục cho em mã hàng A bao nhiêu đây. Con này có size từ 38 cân đến 50 cân này. Các chị nhìn này. Toàn hàng thanh lý cắt mát thôi. Đầu vụ không chốt là không. Hơi bị tiếc luôn đấy. Đây các chị nhìn này. Chất liệu là gió co giãn này. Chốt cho em mã này luôn A mười mấy đây. A mười mấy anh ơi. A mười mấy đây. A12. Con này có size nhá. Con này là có size từ 38 cân đến 50 cân. Đây, áo gió túi hộp. Chất liệu là gió thô, lót lông nhá. Đẹp quá. 115.000 đồng. Đấy, 115.000 đồng. 38 cân. 38 cân cho em ạ, à, cho đến 50 cân em có size vừa. Các chị lên cho em mã này luôn là mã A11, A12 và kèm số điện thoại. A12 và kèm số điện thoại cho em. Trả về rồi, không đặt hàng nữa nha chị ơi. Cũng không biết được chị ơi. Chị Nguyễn Loan này, anh kiểm tra đơn của chị Nguyễn Loan này xem về chưa. A2 của em là 155.000. A3 chị Nguyễn Vương Hiến. A2 chị Bao Nguyễn. Lên cho em mã này luôn là A13 này. A13 hay A12 đây nhỉ? Màu vàng này các chị này. Ôi dồi ôi, gió thô nhá. Gió thô co giãn. 115.000 đồng. Có đúng đợt đầu tiên. Em thề luôn em bán các chị cái áo gió nam 98.000. Còn cái lô mà ngày hôm qua em về gió nam này, em nhập vào đã 100 mấy rồi nhỉ. Đấy, các chị lên cho em con này là mã A10 mấy đây. A12 và kèm số điện thoại. Màu vàng này. Được chưa? Rồi ok chị Vương Yến. Nói chung là mình cố gắng, nếu như mình bận không nghe điện thoại mình sẽ không đặt hàng nhá. Mọi người lên cho em mã này luôn, mã hàng A12. Chờ khi nào mình nghe điện thoại mình đặt đơn. Cho đẹp lắm luôn này. Em bán các chị là 115.000. 115.000 đồng một cái. Cái này lên cho em là A12 màu cam. Xem một cái A3, một cái A12. Ok chị Lê Thị, chị Lê Phương Thảo. A12 không còn 60. Áo đẹp lắm luôn. Màu này là màu đen này. Em mặc hết các màu cho mọi người xem. Chưa có 4 màu, 4 màu màu nào cũng đẹp. A10 đến A13 rồi. Đấy mọi người, vào đến A13 rồi. Ok chưa? Em không biết được hôm nay ông ấy kiểu gì luôn ấy. Ơ cứ lên đi, không thì mai có 2 mã A12 cũng được các chị ạ. Lên cho em mã này luôn ạ. Được chưa? Áo này của em là 115.000. Bên trong lót lông này. Đẹp chưa? Alo ạ. Cái này người ta bảo đến A13 rồi đây. Alo. Alo ạ.
A12 cho chị Phùng Huệ, A12 cho chị Phương Phan. Lên cho em. Lên cho em mã này. A12 là cái áo queen chưa? Áo queen nào? A11 là quần bò. A12 lại trả lại áo. Thế còn cái áo nó mã này là A gì? Thế thì có 2 mã A12 rồi. Chốt cho em con này là A12 tiếp không được nha. Ngày mai nhà em sẽ gọi điện chốt đơn. Em sẽ bảo các bạn ấy có 2 mã A12. Được chưa? Lên cho em mã này luôn là A12 và kèm số điện thoại này. Đấy, hàng nó đẹp. Thật sự luôn là 115.000 đồng. 115.000 đồng ạ. Con mượn cho em ạ. 38 cân nhá, 38 cân cho đến tầm 50 cân. A13 chị vợ của Dương. Áo treo trên tường kia là mã gì? Chị Mơ Đào là mã A2. Rồi ok các chị, nói chung là cứ lúc nào đặt được đơn mình mới đặt nhá. Không nhà em in ra tốn giấy, các chị không nghe điện thoại. Nhiều chị gọi là không nghe điện thoại đến 3 lần, lần sau các chị thấy nhà em không chốt nữa đâu. Bởi vì là in ra nó mệt lắm. Mất tiền in giấy này, mất tiền mua mực từ các kiểu luôn đó các chị. Đó, mọi người nhiều chị là kiểu vào đặt trâu nó vui ấy, không hay nghe điện thoại ấy. Con mượn cho em đây cái màu hồng này thì chồng em lại cầm cái size nó hơi nhỏ. Đó, nên là em mặc nó hơi bị cộc nhá. Đây là màu hồng này. Chốt cho em mã hàng A13, 38 đến 50 cân. Được chưa ạ? A12. Rồi ok chị Nguyễn Trang, em lấy áo treo tường. Ok chị Tai, chị Tại Phạm Hương có. Lên nào A13 à? Áo đang lên là A13 rồi, rồi, rồi. Cứ đọc là A12 cũng được. Tại vì ngày mai nhà em sẽ gọi điện chốt đơn từng mã một. Sẽ có mà 2 mã A13 nhá. Có 2 mã A12 nhá. Nhà em vẫn gọi lại chốt đơn các chị từng mã một. Áo treo trên tường là A2. A2, A12 cho chị Quảng Thị Thiện. A12 chị Thạch Nhung. Con mượn cho em mã hàng kèm số điện thoại. Tiếp tục cho em A13. Áo khoác mỏng mỏng 19 cân còn chị Hải Dinh. A12 cho chị Hiền Xuân. Cái này các chị lên cho em A13 này. A13 cho em 10 cân đến 22 cân. 10 cân đến 22, 24 cân. Mẫu này nếu còn size to là có đến 24 cân. Đi à? Bảo mẹ đi cho. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn ạ. Mã này lên đơn cho em A13. Rồi ok chị Vân Lương, ok chị Lê Thị Thúy Kiều. Lên cho em mã này luôn là A13. Mẫu áo, mẫu váy này này. Toàn hàng công ty thôi nhá. Em nhà em là chuyên bán váy của hàng này. Đấy chưa, may đẹp, form đẹp mà chất của nó cũng rất là ok. Đấy, em bán chốt nốt cho các chị 29.000 đồng. Quần không còn đâu chị ơi. Lên cho em mã này luôn là A13 này. Em bán các chị 29.000. A13 29 ạ. A13 màu cẩm này, A13 màu vàng này, A13 màu xanh này. Con mượn hộ em A13 và kèm số điện thoại. A13 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em bán các chị là 29.000 đồng, 29.000 đồng A13. Ok chị Tại Thị Hương, A12 ok chị gái Nguyễn. Cứ lên đơn kèm số điện thoại, ngày mai nhà em sẽ có người gọi, sẽ có các bạn gọi điện chốt đơn cho các chị này. Xin chiều cao, cân nặng, chốt màu nhá. Mọi người lên cho em con này là A13, chị Xuyên Trần A12. Ok chị gái luôn. Con này của em là A13 29.000 đồng. Cho A13 29.000. A13 là 29.000 đồng này. Tiếp tục cho em mã tiếp theo. Mã này các chị lên đơn cho em mã này luôn là khẩu trang bé và kèm số điện thoại. A13 chị Thủy Tiên muốn mua thêm bé trai 14 cân á. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn ạ. Mã này con mượn của em đây, khẩu trang em này nó có hình như này nhá. Nó mix là 5 hình. Trong này của em nó có 50 cái. Cho mỗi bịch 10 cái, 10 về mỗi bịch 10 cái trong một hộp này của em là có 50 cái. Các chị lên là khẩu lên cho em mã này luôn là A14. 50.000 một bịch. À đâu, xin lỗi các chị. 25.000 một bịch 50 cái. Lên cho em mã này luôn là A14. Kèm số điện thoại. Chốt rồi em mã này là A14. Kèm số điện thoại cho em. A14 kèm số điện thoại. Chốt cho em mã này luôn. A14 kèm số điện thoại cho em. Mình muốn mua áo bò bé trai 30 cân. Áo bò bé trai không còn. Quần bò bé trai không còn đâu chị ơi. Ok chưa? Quần bò bé trai. Thật ra quần đi học em bán nhiều quá rồi. Được chưa? Lên cho em A13, 14 cân cho chị Huyên Hoàng. Lên cho em mã này luôn ạ. Lên áo khoác. Chị Tại Phạm Phương lấy áo khoác nào nữa ạ? Đợi em một tí, em vẫn lên hàng nè. Ok, chị gái Lê Thị Thúy Kiều có. Các chị lên cho em mã này luôn là A14 nhá. A14 nhá, 25.000 một hộp. 25.000 một hộp. A14 kèm số điện thoại. Tiếp A15 này. Chốt tiếp A15 cho các chị này. Thôi đi đi anh ơi, không cả con lại ở một mình. Bà không đi à? Chốt tiếp vào các chị mã này luôn là A15.
Lên cho em A15. Chiều lấy A15, bộ này em có 17 cân. 17 đến 30 cân, bộ này là chất u mì. Này các chị nhìn này, chất u mì, bé trai bé gái các con đều mặc được. Nhà các chị có 2 3 bé các chị mua cho bé. Rồi ok chị gái. Có bé 16 cân chị Phúc Nguyễn, mã hàng A3. A3 là 50 nghìn. Chốt lên cho em mã này luôn là A15. A15. Được cho em bán A15 cho các chị gái với giá là 75 nghìn một bộ. Bé trai bé gái đều mặc được. A14 cho chị Thùy Đoàn. Áo hip hop các chị. Chị ơi áo hip hop. Dài tay bé còn không hết hàng rồi chị Ngọc Tô. Tốn qua bán là như hết rồi. Áo hip hop là tốn qua bán là hết hàng rồi. Các chị lên cho em mã này luôn là mã A15. A15 nha các chị nhá. Áo hip hop đấy các chị cứ đi xem shop khác like xem. 150 trở lên là cái chắc. Được chưa? Còn 165 hay là 160 mấy thì không biết, nhưng chắc chắn là 150 trở lên. A14 là chị Tiên Trần, A14 là chị Chi Lương, A14 là chị Huyên Hoàng. Còn nha chị ơi, còn khẩu trang người lớn. A3 16 cân cho chị Phúc Nguyễn, A14 là chị Đinh Nhàn. Lên cho em mã này là A15. Mẫu này thì bé trai bé gái đều mặc được nhá. Em bán các chị là 75.000 đồng. Chất liệu của nó là chất u mì. A15 cho chị Hải Dinh. Chất của nó các chị nhìn cái cổ của nó thì biết là hàng đẹp hay không này. À, nhìn cái cổ nó may này. Chốt cho em mã này luôn A15. A15 cho chị Lan Anh Vũ. Chị nào có đơn lưu thì comment dồn đơn lưu. Còn chị nào không có đơn lưu thì ngày chị có đơn trưa comment dồn đơn buổi trưa. Chỉ cần comment một lần thôi là nhà em sẽ biết. Lên cho các chị mã này luôn. Mã hàng A15 nhá, kèm số điện thoại. Được chưa? Có màu xanh với cả có màu đỏ. Mẫu này mặc rất là sướng luôn. A15 cho chị Vũ Thanh. A15 này 16 17 cân cho đến 30 cân này. Đẹp lắm. Ok chị Gia Bảo có A15. Chất của nó rất đẹp luôn ạ. 75.000 một bộ, chốt A15 và kèm số điện thoại. Chốt mã A15 và kèm số điện thoại cho em. Cho mình một hộp rồi ok chị gái Nguyễn Hoa. Chị Lê Trần Diệu ơi gọi điện chốt đơn rồi là đi đơn rồi nhá. Giữ nhiệt bé gái còn chị ạ. Nhưng mà từ từ đã chưa lên được đâu chị ơi, đợi em tí nhá. Lên cho em mã này luôn là A15 kèm số điện thoại. Khẩu trang còn chị Tiên Bé. Chốt cho em mã này luôn là A15 kèm số điện thoại nhá. Em bán các chị A15 này là 75.000. A15 cho chị Hoa Cỏ Mây. Lâu lắm mới thấy. A15 cho chị Cao Trần. A15 cho chị Ngọc Linh. Áo khoác treo trên tường cho em xem với chị An Kim. Đợi em một tí nhá. Cái áo đấy là A2. A15. Ok, A15 là chị Hải Dinh, A15 chị Gia Bảo, A15 là chị Thùy Trang Vũ. Có áo phao của trẻ con em có chị ơi, nhưng áo phao tầm này chắc em chưa bán đâu. Em mới bán áo gió trước thôi. Tiếp lên các chị con này A16, con này lốt 29.000 đồng. Con này còn tầm khoảng 20 con. Chốt lốt của em con này là A16. Các chị nhìn cái váy dạ bên trong nót này. Cái này mùa thu các chị mặc áo giữ nhiệt bên trong cho nó vừa ấm ngực con nhá, vừa ấm ngực vừa sạch mà rất là đẹp luôn. Mix thêm đôi giày vào luôn là cực xinh. Chị Trần Hải Yến, chị Huyên Hoàng có A15. Cái này các chị lên cho em A16, Đồng Nai chưa ship ạ. Cái này các chị lên cho em A16, em bán các chị gái giá còn 29.000 đồng. Mẫu trơn cực kỳ đẹp luôn. Khẩu trang bán 25.000 một hộp. Cặp siêu nhân lớp 1 đeo vừa em định để lại cho con nhà em đấy. Con nhà em năm nay lớp 2. Nhưng mà nó này thích hình người rơi hơn, nó lại chọn hình người rơi. Cái này các chị lên cho em mã này luôn A16, 29.000 đồng váy dạ. Được chưa? Ok chị Thuyên Vũ Thị có. Cái này các chị lên cho em mã hàng A16 nhá. Em bán các chị A16 này giá còn 29.000 đồng một cái. 29.000 đồng một cái A16. A15 chị Lê Thị Lý. Ok chị gái. Hộp bao nhiêu? Một hộp là 50 cái. Lên cho em mã là A16 kèm số điện thoại. A16 kèm số điện thoại cho em. Em bán các chị A16 này giá là còn 29.000 đồng. 29.000 đồng A16. Mười cân đến 22 cân nhé. 29.000 đồng. Có hồng đỏ. Được chưa? Lên cho em mã hàng A16 và kèm số điện thoại. Mã là A16 và kèm số điện thoại giúp em. A16 và kèm số điện thoại giúp em. Được chưa? A16 và kèm số điện thoại. Chị Hà Thu áo giữ nhiệt đợi em tí nhé. Chồng em về chồng em cầm vào. Tiếp tục cho các chị A17. Một hộp 50 cái đúng rồi. Đợi em một tí xíu thôi lên cho. Tiếp cho em ạ.
cặp này của em là hàng của thủ đô vàng nhá. Em thanh lý nốt hệ thống chống gù của nó này. Đây là hàng của thủ đô vàng. Được chưa? Đây thủ đô vàng này. Các chị nhìn thấy chưa? Hàng này là hàng của công ty thủ đô vàng. Mọi người lấy cặp này thì comment cho em là cặp bé trai thủ đô vàng kèm số điện thoại. 250.000 một cái. 250.000 một cái cặp thủ đô vàng. Các chị lên cho là cặp thủ đô vàng. Đúng rồi chị Tiên bé nhá, A16 chị Thùy Đoàn. Lên cho em A16, em bán 29.000 đồng. Cái mã này lên cho là cặp bé trai thủ đô vàng còn một cái. Được chưa? 250.000. Tiếp tục cho các chị mã này luôn. Mã này các chị lên đơn A17. Con này có size từ 48 cân. 48 cân đến 75 cân. Chốt hộ em A17. Cái này là chất u mì. Chất u mì dáng bé ghi cặp chun này. Được chưa? Lên cho em mã này luôn. A17. Em bán 75.000 đồng một cái. Lấy 3 hộp khẩu trang, chị Tiên bé comment 3 hộp khẩu trang người lớn kèm số điện thoại vào đấy cho em. Chốt cho em mã này luôn. A17 kèm số điện thoại. A17 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? A17. Em bán các chị yêu giá còn 75.000 chất u mì. A7 rồi, ok chị Khánh My Trần. A16, ok chị gái. Các chị nhìn cái chất của nó này. Cái chất này chị nào mông to, bụng to, mông to là mặc siêu thích luôn. Dày dặn đẹp cực kỳ. A17 bán cho các chị 75.000 nhá. Mọi người comment hộ em mã A17 và kèm số điện thoại. A17 kèm số điện thoại cho em. Giá em bán các chị yêu là còn 75.000 đồng. 75.000 đồng một cái A17 nhá. Các chị lên đơn hộ em là A17. Quần u mì cạp chun. Bốn tám cân đến 75 cân. 75.000. Được chưa? Lên nó em A17 và kèm số điện thoại này. A17 và kèm số điện thoại cho em. A17 là chị heo mũm mĩm. Lấy hai cái em lấy hai sọc nhá. Lên cho nó A17 và kèm số điện thoại. Bộ này nốt cho các chị này. Còn là hôm nọ thiếu nhiều quá xong kho lại gửi lên bán thanh lý cho. Cái này các chị lên cho em má này luôn A18. Bộ chậu y. Thôi comment cho em là bộ inox 5 món đi. Comment nó em bộ inox 5 món đi. Em bán bộ inox 5 món cho các chị giá còn 59.000 đồng. Không phải 59.000 một cái mà 59.000 các chị có tận 5 cái luôn. Bộ inox 5 món, bộ rổ chậu inox nhá. Bộ rổ chậu inox 5 món. Rồi ok chị Tiên bé lên số điện thoại đi chị ơi. Lên cho em má này luôn. Má này comment hộ em luôn này. Bộ rổ chậu inox. Comment cho em là bộ inox 5 món. Được chưa? 5 món như này cho các chị gái. Giá của nó là còn 59.000 đồng. Chốt cho em là bộ inox 5 món và bộ 5 món và kèm số điện thoại. Bộ inox 5 món và kèm số điện thoại cho em. Chị Thuyên Vũ Thị có đơn. Lên cho là bộ inox 5 món kèm số điện thoại cho em. Để cho em bán các chị giá còn 59.000 đồng đây này. 59.000 đồng. A17 chị Chi Ly. A17 kèm số điện thoại đi. A17 bán các chị có 75.000 đồng mà size đến tận 75 cân. Cái lên cho là bộ inox 5 món nhá. 59.000 đồng. Quần u mì chị Mimi lên cho là A17. Cái quần đấy là quần của nữ đấy nhá. A17 chị Lê Thị Thúy Kiều. Lên cho em má này là bộ inox 5 món nhá. Giá 59.000 đồng. 59.000 đồng bộ inox 5 món. Mũ cối cho các chị này. Hàng loại xịn luôn. Các chị ơi, bình thường người ta bán live stream ấy, chạy quảng cáo 199.000 đồng một cái miễn ship. Em đã xem rồi. Trước khi em bán em xem rồi. Các chị nhìn mũ cối này. Hàng này. Được chưa? Nhìn là biết hàng đẹp hay hàng xịn rồi. Đó, các chị comment cho em mã này luôn là mũ cối và kèm số điện thoại cho em 79.000 đồng. 79.000 đồng một cái mũ. Mọi người lên hộ em mã mũ cối nhá, kèm số điện thoại cho em 79.000 đồng một cái. 79.000 đồng một cái mũ cối. Các bác lên giúp em mã hàng mũ cối và kèm số điện thoại này. Lên hộ em mã hàng là mũ cối và kèm số điện thoại cho em. Cột bố bé trai 28 cân em còn chị. Đợi em một tí ông chồng em về cho em lấy hàng cho. Ông này nó đang đi học thêm. Cách nhà tầm cây nên bây giờ ông đang xin đi đón nó. Các chị lên cho em mã mũ cối nhá, kèm số điện thoại. Em bán 79.000 đồng. 79.000 đồng một cái mũ cối. Rồi tiếp. Đây này cái A17 em còn cái sọc này nữa này, em quên này. A17 hai cái, ok chị Mimi. Con này chị nào mà mông to này, vòng bụng các chị to này, vòng mông to hoặc đùi to, các chị lên chốt nhá. Bởi vì chất liệu của nó là chất u mì. Nó dày, nó đanh. Nó không bị giãn cái đường chỉ này này. Đấy, các chị mặc nó không bị giãn cái đường chỉ này này. Comment cho em A17. Để cho A3, A2, ok chị An Kim. Comment cho em má này luôn là A17 và kèm số điện thoại. Tí nữa em lên cho. Nó có màu vàng, màu đỏ nữa này chị này. Vàng, đỏ, các màu luôn. Lấy mấy cái thì lấy. Cho 155.000 nhá. Lên cho em má này luôn là A17. Em bán các chị A17 là 75.000 đồng một cái. Tiếp tục cho các chị A18.
quần u mì này. Mũ cối, ok chị Phượng Thắm. Mũ cối các chị mua ngoài bao tiền ạ? Đấy, bây giờ em lên đơn các chị, con này là A18. A18 cho em. Được chưa? Chốt A18 này cho mọi người. Giá tiền của nó lốt là còn 49.000 đồng. A18. Được chưa? A18 của em là quần u mì, toàn vải u mì thôi, sọc hai bên, 40 cân đến 60 cân. Chốt của em A18. Này cầm ra ghi này, A18 kèm số điện thoại. Chốt giá 49.000 đồng. Nhìn chất này các chị này, 49.000 đồng một cái. A18, A17 các chị Khánh My Trần. Ok chị, chị nào chốt má này lên cho em A18. Cho em bán các chị là 49.000 đồng một cái. Quần u mì lửng nhá, sọc hai bên dáng thể thao này. Chốt của em má này là A18 và kèm số điện thoại. A18 và kèm số điện thoại cho em. Em bán các chị gái A18 này còn 49.000 này. Cái áo kẻ ở bên trên cái chỗ bên trên nóc kia còn mấy cái, người mang đây đem xả 20.000 đi. Mũ cối. Rồi để em xem nào. Đây để em dơ cho mà xem. A18 60 cân là chị Trịnh Kiên Mai. Chốt cho em má hàng là A18 kèm số điện thoại này. Vỏ gối. Vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Chà. Mệt quá. Vỏ gối này toàn bộ là vỏ gối hàng satin nhé, không phải hàng poly màu. Các chị nhìn này, và không phải hàng cạp một viền. Hàng này của em là cạp hai viền. Nhìn cái trần, lớp trần của nó cũng sướng đời luôn. Lên cho em má này luôn là vỏ gối và kèm số điện thoại. Em bán 55.000 một đôi. 55.000 đồng một đôi vỏ gối. Các bác lên đơn cho em má này luôn. Các chị mua ngoài 50.000 một cái. Em bán 55.000 một đôi. Comment cho em má vỏ gối và kèm số điện thoại. Vỏ gối và kèm số điện thoại cho em màu cẩm này. Màu này của em là màu đỏ này. Các chị chọn màu nhá. Lên cho em vỏ gối và kèm số điện thoại. Lên lại áo giữ nhiệt đó chị. Anh ơi cho em xin cái áo giữ nhiệt xem còn mẫu nào không nào. Cái áo VKV còn không? Chốt giúp em. Ok chị Vũ Thành A18. Chiếu điều hòa em không còn đâu. A17 A rồi, ok chị Hà Thu. Lên cho em má này luôn là vỏ gối và kèm số điện thoại nhá. Vỏ gối và kèm số điện thoại. Các chị chọn màu thoải mái. Được chưa? Vỏ gối 55.000 một đôi, A18 49.000 rồi, ok chị gái. Mai Mel Dinh, Mary Dinh, comment cho em má này này. Vỏ gối và kèm số điện thoại. Màu này của em là màu vàng nốt này. Rất là nhiều màu cho các chị chọn luôn. Rất nhiều màu cho mọi người luôn. Vỏ gối em có tận màu hồng nhá. Màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu cẩm, màu xanh cốm. Chốt cho em má này luôn là vỏ gối và kèm số điện thoại. Cho em bán các chị là hạn 55.000 một đôi. 55.000 đồng một đôi vỏ gối. Lên mã hộ em là mã vỏ gối dày lắm. Chúc em xin cái quần lửng bé trai. Để xả lốt đi anh ơi, cái quần lửng ở đấy luôn. Để chờ vỏ gối cho chị Sa Dương. Em còn quần ngố nam đây. Đây đợi em tí đây, đang bảo chồng em cầm vào đấy. Cái này các bác lên đơn cho em mã này luôn là vỏ gối màu cẩm với chị Nguyễn Yến. 55.000 đồng một đôi. Lên hộ em là vỏ gối và kèm số điện thoại. Con này của em là hàng hãng nhá. Nhưng mà hôm nay thì không còn màu gì khác. Đây các chị nhìn này, toàn bộ hàng của hãng có sai số đoàn hoàng, nhìn cái chun của nó may này. Đó, lên cho em má này luôn là A19. A18 rồi, ok chị gái Nguyễn Võ Dương. Cái này các chị lên cho em A19. Còn màu rêu và màu đen. Màu rêu và màu đen, con này có sai từ 50 cân cho đến 80 cân. Lên cho em má này luôn. Áo bé trai 38 cân, cái mã này lên là A2. Chị Phượng Thắm lên mã này A2. Để chờ vỏ gối rồi, ok chị Mi Mi, vỏ gối cho chị Thoa Nguyễn. Các chị lên cho em má này luôn là A19. 55 cân hay sao ấy, đến 80 cân. Có sai đoàng hoàng. 55 đến 80 cân, chất này của em là chất u mì dạ. Đây em cho các chị xem bên trong này, hàng của hãng nha. Được chưa? Đây, nó co giãn này. Mặc cái quần này vừa đứng quần vừa đẹp nhá. Đứng quần mà cực kỳ đẹp luôn này. Lên cho em má này luôn. Chốt cho em má này luôn. Vỏ gối chị Thoa Nguyễn, vỏ gối chị Hoa Mây. Cái này chị lớp Linh là không thấy gọi điện chốt đơn hôm nào ạ. Cái này các chị lên cho em má này là A19. Đẹp. Đẹp cực kỳ luôn, A19 cho em. Được chưa? Kiểm tra đơn hàng rồi, ok chị. Chốt cho em má này luôn là A19 nhá. Em bán A19 cho các chị là 95.000 một quần. 95.000. Chốt A19. Kèm số điện thoại. Vỏ gối một đôi cho chị Lê Thị Lý, A2 cho chị Phượng Thắm, A19 là quần nam, A19 là quần của nam. Mẫu này còn mấy cái? Mẫu này còn bao nhiêu cái? Vâng, còn gần này cái thôi á.
Thì thôi còn lần này cái chị nào hoan hỉ được em tặng 20.000 một cái. Được chưa? Hoan hỉ cho em mã này nhá. Tại vì các có chị được có chị không, hàng này rất rất đẹp. Nhưng có chị được có chị không, bởi vì bây giờ còn bằng này cái. Chốt A20 20.000. Cho mình rồi, ok chị gái Nguyễn Thêm, ok chị Đặng Thị Trung, ok chị Hà Thu 2 cái 80 cân này. Hôm nay toàn các chị chốt 3 cái, hôm qua có 3 màu, toàn các chị chốt 3 cái. Được chưa? Cái áo kẻ này cực kỳ đẹp, chị nào nhận rồi nhỉ? Đẹp cực kỳ luôn. 60 cân đổ về em chốt đơn con áo kẻ này. Em tặng nốt trên like thôi nhá, bán trên like thôi. 20.000 đồng mã hàng A20 đúng không? 20.000 đồng. Ngày mai có thì nhận, có thì hoan hỉ nhá, em chốt từ trên xuống dưới. Được chưa ạ? Không các chị lại bảo là gì ạ? Lại thiên vị chị này chị kia, mã này xin phép em không đọc tên. Mã này mặc rất đẹp luôn. Em chốt tặng các chị là 20.000 đồng. Chốt A20. A19 là chị Tuệ Nhi, A19 là chị Vũ Khanh, A19 là chị An Kim. Chốt cho em con này là A20, 20.000 đồng. Chưa A20, kèm số điện thoại cho em, 20.000 đồng. Có cần mặc lên không ạ? Ok, chị Hồ Thị Ái Vân có. Ok, chị Luân Nguyễn có. Ok, chị Nguyễn Yến A20. Các bác lên, thôi em không đọc A20. Có một cái này, màu nào lên cũng đẹp nhá. Màu nào các chị mặc lên cũng đẹp, em tặng các chị 20.000 đồng. Cái này là giá tặng thôi, chứ không còn gì ạ. Chứ không còn cái hàng này mà giá nhập vào đâu nhá. 20.000 đồng chốt A20. A20 để cho màu nào mặc lên cũng cực kỳ xinh luôn nhá. Chốt rồi em A20 và kèm số điện thoại. A20 và kèm số điện thoại. Nào, cần gì cấp nước vào đây nè. Nào, cái áo giữ nhiệt cho mẹ trai. Con này chốt nốt cho các chị trên line này 25.000 đi. Má A21. Áo mà không còn hàng ạ. A21 của em còn size đến bao nhiêu cân anh ơi? 14 cân đến 23 cân. 14 cân đến 23 cân chốt nhanh, em bán luôn 25.000. Các chị nhìn cái chất áo này. Được chưa? Chất áo cotton 100% nhá. Má này. Má này mọi người hãy comment cho em là A21. A21 và kèm số điện thoại. Ok, chị Lê Điệp có A19. Chị Lê Phương Thảo có. Cái này các chị lên cho em mã hàng A21. Mạng bị mất giờ mới vào được anh. Lên cho em mã này luôn là A21 và kèm số điện thoại này. A21 và kèm số điện thoại. Áo này mình mua rồi, chất ok lắm. Shop khác bán 49.000 đấy. Em cảm ơn tình yêu. 25.000 đồng chốt cho em mã hàng A21. Hàng chất đẹp mới bán nha. A21 kèm số điện thoại, chất vải mềm á. Mềm dễ chịu không xù lông. Thấy chưa? Đấy, hàng có size này. Mọi người comment cho em mã hàng A21 logo này theo nhá. A21 kèm số điện thoại. Chị Huế Mini có, chị Diệp Chi có A21. Chốt cho em A21 và kèm số điện thoại giúp em. A21 và kèm số điện thoại giúp em. Em bán các chị gái là 25.000 nốt nhá. A21 cho em. Chạy lên quần u mì lấy nam á. Chốt A21 kèm số điện thoại. 25.000. Cho em xem cái quần ngố vải, ngố giấy để xả lốt 34.000 đi. A21 kèm số điện thoại. Mỗi chị vào Mai bấm cho em xin nút chia sẻ này. Chị Hằng Mai có A21. A21 25.000 nốt. Đây lên cho các chị A22. Cái này của em là váy vải thô nhá, không phải vải kaki đâu. Đây mọi người nhìn này. Có túi này và có lút cho các chị điều chỉnh đây. Có lút cho các chị điều chỉnh quai bé gầy, bé thấp, bé cao. Con này chốt được đến 22, 24 cân thoải mái. Chị chốt đến 23 cân đi. Chị Đinh Nhàn có A21. Xem quần ngố nam rồi, chồng em đang cầm vào rồi. Cái này các chị lên A22. 29.000 đồng, 10 cân đến 22, 23 cân. Cái này mặc xinh lắm, yếm này. Yếm này mùa hè mix áo cộc. Mùa đông mix cho em gì ạ? Mùa đông mix cho em áo giữ nhiệt và áo len. Hôm nào lạnh mix áo len. Mặc vừa ấm ngực vừa sạch quần áo bên trong. Comment cho em A22. A21 chị Vân Mai, A22 chị Diêu My. A22 em bán 29.000 đồng. A22 em bán các chị yêu 29.000 đồng ấy. 29.000 đấy mọi người. Chốt hộ em A22 kèm số điện thoại này. Được cho A22 em có hai màu, màu lâu và màu hồng nhá. Cho em xin cái quần bò giấy bé trai ngố đấy. Lên cho em mã này luôn là A22. Mọi người đang bảo tua này A22 mà không có thời gian này. Lên cho em mã này luôn là A22. A22 cho chị Lưu mặc. Comment A22 29.000 đồng. 29.000 đồng mua tặng các con nhân đầu năm học mới này các chị này.
mua tặng cho các con các cháu. Con mượn A22 giúp em 29.000 đồng nhá. Đây, con mượn A22 kèm số điện thoại. Quần này em xả lốt 34 này, 18 cân đến 35 cân. Em xả lốt 34.000, mã hàng A23. A23 kèm số điện thoại. Để cho lên của em mã này là A23 kèm số điện thoại. Em xả lốt 34.000, 18 đến 35 cân. Áo em mặc, quần em mặc đẹp thế ạ. À, em cảm ơn chị. Mẫu này ngày trước bán hết mà, nhà mình bán hết nè các chị. Comment cho em mã này luôn. Yến rồi, ok. Comment mã vào đấy chị Nguyệt Nguyên. A23 đến 23 cân. Chốt cho em mã này luôn là A23. Em bán các chị yêu giá còn này. 34.000. Cho em xin 1 phút em tua lại cái mã A, mẫu A2 nhé. Vừa nãy chị nào vào sau chứ chị chưa chốt được mã này. Cái này của em nó là gió thô cao cấp. Chị nào vào sau mình chưa chốt được mã này mình lên lại cho em. Chị Huyên Hoàng có, chị Diêu Mi có, chị Mai Quyên có. Cái mã này mọi người comment hộ em A2. Được chưa? 32 cân đến 62 cân. Các chị nhìn này. Áo gió thô nhá. Được chưa? Cái này là mũ tháo rời được. Mũ tháo rời được. Được chưa? Lên cho em mã này là A2 155.000 đồng. Các chị chọn màu được này. Được chưa? A2 em có màu này của em là màu đỏ. Màu trên tường là màu vàng. Màu này của em là màu ghi này. Màu này của em là màu ghi này. Mọi người lên mã giúp em là A2 và kèm số điện thoại. A22 chị Nguyệt Nguyễn, A18 chị Thanh Thảo Bùi. Comment cho em mã này luôn. Mã hàng của em là mã A2 và kèm số điện thoại. A2 màu đỏ, A2 màu vàng. Lên là A2 kèm số điện thoại. A2 màu xanh. Cho A2 và kèm số điện thoại giúp em. A23 cho chị Nguyễn Thị Thu Huyền, A23 chị Khánh My Trần. Áo treo trên tường bao nhiêu ký em đến 62 cân. A23 là đến 23 cân. Tại vì tùy theo các con thôi, sợ các con bị gầy. Gầy thì sẽ bị cọc thôi. Chứ còn cái đấy thì không no lách, nước nó xa chật nhé. Thì Yến rất là dễ mặc. Quần bò dài 28 cân nhà em không còn mã nào đâu. A23 chị Vũ Thành. Em bán quần áo, quần mặc, em mặc thì hết hàng rồi. Đây màu vàng nữa này các chị này. Con này em có size đến 62 cân các chị nhìn này. Áo gió thô, chất liệu là gió thô nha mọi người nhá. Hàng đẹp lắm luôn. Chốt cho em mã này luôn là A2. Chưa kèm số điện thoại em lên đơn. Em bán các chị yêu A2 này có 155.000 đồng thôi, 155. Có thấy chị Trâm Trinh, lâu lắm rồi không thấy, hôm nay mình lại thấy chị gái. Chốt cho em mã hàng A2 và kèm số điện thoại. A2 màu đỏ cho chị Gia Bảo, ok. Cái yếm này này các chị hình dung ra không? Nó sẽ không no là bị chật nách nhá. Nó không no là bị chật nách là một. Nó không no bị chật cái bề ngang này. Được chưa? Chỉ lo là nó cộc thôi. Đó, nếu chị nào thích mặc cho bé, tùy. Yếm thì có những chị mặc đến gối, có những chị mặc dưới gối, có những chị mặc trên gối. Đấy, tùy các chị, do sở thích của các chị thôi nhé. Đây này đẹp lắm. Chốt cho em mã này là A23, giá 29.000 đồng. 29.000 đồng A23. A23 là cái yếm. A23 là quần bò ngũ giấy rồi. Thế A22 là cái gì? À, thế cái yếm này là A22. A22 là yếm nha các chị nha. Chốt yếm là A22. Áo bé đằng sau, áo bé này của em là mã A3. A3 này là 50.000. A3 này của em là 50.000. Đấy chưa? Ok, chị gái Trâm Trinh. Cảm ơn, thế cứ vào xem live cho nó đông. Vào, các chị không mua được hàng thì vào xem live cho nó đông, cho nó vui nhá. Em có khí thế bán hàng. A22 chị Bùi Hải. Ok, chị gái luôn. Tiếp tục cho em mã này luôn này. Cố gắng nha các chị nhá. A2 cho chị Lê Phương Thảo. Lên cho em mã tiếp đi, đọc mã đi. Hôm nay không nhớ đâu, hôm qua em nhớ mã cực kỳ nhưng em không nhớ. Mã này lên cho các chị là A24. A24 giúp em. Được chưa, chị yêu lấy A24, comment A24 này, đẹp quá. A24 này của em từ 45 cân. 45 cân đến 75 cân, đến 70 cân nhỉ. A24 45 đến 70 cân. Chốt A24, cái này là quần u mì 3D. 55.000 đồng. 55.000 đồng một cái. Mã hàng A24. A3 ok chị heo mũm mím. Lên cho em mã này luôn là A24 nhá. Không để xe nước ở đây để nhấp cổ này thì chết thôi. A24 chốt nốt các chị là 55.000 đồng. Được chưa? Lên mã hộ em là A24. Cái này là quần u mì 3D. À cho em xin cái áo nam cổ trụ màu đen này. Đấy, lên cho các chị mã này là A24 và kèm số điện thoại. Thì không biết cái bình đâu nhỉ? (Cười)
Mã là A24 và kèm số điện thoại cho em ngày mai thích lấy một màu lấy nhá. Đấy chưa? Toàn bộ của nó là chất u mì và có size từ 45 cân. 45 cân đến 70 cân. Hàng có size nhá mọi người nhá. Nhiều chị cứ hỏi là hàng không có size không buồn lắm. Chốt cho em mã hàng này là A24 và kèm số điện thoại. A24 cho chị Ngân Ngô. Cái yếm này mặc đẹp lắm mà, em cảm ơn chị Ngọc Bùi. Có 29.000 đồng thôi. Đấy, lên đơn là A24 và kèm số điện thoại. Không ai bảo các chị mua cái yếm đấy 29.000 đồng cho con đâu. Các chị mua đi tặng cháu, tặng chiếc cũng được. Nó vừa ít tiền nhưng mà nó vẫn đẹp nhá. Nó vừa ít tiền nó vẫn đẹp. A24 chị An Kim. Lên hộ em là mã A24. A24 chị Lê Phương Thảo. A24 và kèm số điện thoại. Em bán các chị là 55.000 đồng. A24 cho chị Ngân Nghi Phạm một cái. Ok chị gái. Cho em cái ghế xanh của em ở đây đâu anh nhỉ? Chốt hộ em là A24 cho chị Tạ Thị Hà có đơn. Mã hàng là A24 nhá. Rồi ok chị Lớp Linh có A24. Chốt A24 và kèm số điện thoại. Em bán các chị 55.000 đồng. À đây con siêu phẩm đây. Con siêu phẩm của Nam đây. Chốt cho em A25 đã. Để chốt con này trước. Chốt con này trước rồi sang cái mã khác sau. Trời ơi, con này nó đẹp cực kỳ. A24 chị Hoàng Sơn. Các chị nhìn này, thêu này. Rồi ôi, hàng của nó chất đũi cổ trụ này. Cái áo này mà trên TikTok em thấy bọn nó cứ nhảy này này. Đi 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 này, nó thay ra màu khang bàn ấy. Nhưng mà màu đen là màu dễ mặc nhất nên em chỉ đóng màu đen thôi. Cái này hàng Quảng Châu hết nhá. Comment cho em mã này luôn là A25. Cái này có size từ 50 cân đến 70 cân này. 50 cân đến 70 cân, chốt A25. Có 72 hay mà 77 mấy. 70 cân đổ về. Các chị nhìn này, 55.000 đồng em thanh lý lốt nhá. Nốt cho các chị con này 55.000. A25. Ok chị Lê Diễm Thúy có. Ok, hình như không có 75 đâu. A24 chị Đào Thủy. Lên cho em má này là hàng nó có size hết nha. Các chị lên coi em con này là A25 đi. Ui, con áo đũi lam này, con này đẹp thật sự luôn. Em không nhớ giá nhập của con này. Tại vì nó về mấy cái lô hôm đấy, mấy cái lô cùng cặp học sinh các thứ đây nè. Em không để ý, bây giờ em không nhớ nữa. Chốt cho em con này luôn 55.000. Cổ trụ đẹp lắm. Các anh mic kiểu gì cũng đẹp. Các anh mic kiểu gì cũng đẹp. Mã hàng A25 này. Chưa A25 và kèm số điện thoại cho em. Đẹp quá mà không có 78 mà. A25 chị Ngân Ngô. A24 chị Đạt Khánh. Lên cho em mã này luôn là A25. Con này đẹp thật sự. Em gọi là siêu phẩm mà. Đấy, hình theo này. Nhìn nó sang lắm luôn. A25 cho em ạ. Em bán các chị A25. Giá là còn 55.000 đồng một cái. 55.000 các chị đi ra chợ, các chị mua được một cái quần xịp thôi nhá. Em nói thật luôn. Một cái xịp thôi. Đó, còn con áo như này các chị mua trăm mấy 200.000 chứ. 55.000 đồng. Cái này nó mất cái kéo. Chốt cho em A25 đi. A25 con này cực kỳ đẹp. Tại vì mình có ngực, mình con gái mặc nó không đúng form của nó. Mình nó không đúng form. Lên cho em áo này là A25 nha mọi người nhá. Chứ áo này là áo của Nam đấy nhá. Em mặc mẫu rồi. A25 ạ. Ok chị Thi Trần A25. A25 55.000 đồng ạ. Chất đũi hàng Quảng Châu. Mọi người comment A25 giúp em. Kèm theo số điện thoại nhá, 55.000 đồng một cái. Không nhớ giá nhập luôn con này ấy. Con này về mấy hôm đấy là mấy hôm. A25 cho chị Lớp Linh. Chốt A25 kèm số điện thoại. Hàng xịn sò luôn. Ok chị Hồ Thị Ánh Ái Vân có A25 này. Lên mã là A25 và kèm số điện thoại giúp em. A25 và kèm số điện thoại giúp em. Được chưa? Em bán các chị là còn 55.000 đồng nhá. 55.000 đồng. Rồi, Bảo Đức mặc mẫu đẹp tuyệt. A24 chị Hương Nguyễn, A24 chị Thùy Đoàn. Ông ấy không mặc. Chốt cho em má này luôn là A25 và kèm số điện thoại. A25 và kèm số điện thoại giúp em. Giao Nhật này 45.000 đồng. Giao Nhật to. Các chị comment cho em giao Nhật to và kèm số điện thoại. A25 cho chị Chi Lương. Lên cho em mã này luôn là mã giao Nhật to và kèm số điện thoại. Em bán cho các chị lốt 45.000. Giao Nhật to. Con này thái thế các thứ là sướng đời. Chị em lấy giao Nhật to, comment giao Nhật to kèm số điện thoại cho em. 45.000 nhá. Cái này các chị lên là khăn tắm clear. Khăn tắm clear cho em kèm số điện thoại này. Chị yêu nào lấy khăn tắm clear này, em bán 50.000 hai cái. Cái này là rộng 50 và dài 1m1. Khăn tắm clear kèm số điện thoại. Cái khăn tắm này dùng thấm hút nước và không bị nhớt khăn, không bị rêu mốc khăn. Đấy, cái này là hàng của công ty đi tặng quà. Mình cứ mỗi một năm em ôm được một lần. Mỗi một năm em ôm được một lần, nó chỉ có một lần thôi.
Được chưa? Lên của em là khăn tắm clear 50.000 hai cái. 50.000 đồng hai cái khăn tắm clear. Chị nào chốt khăn tắm clear lên hộ em là khăn tắm clear và kèm số điện thoại nhé. 50.000 đồng hai cái. Mua dao Nhật này dùng ngon lắm nè, em cảm ơn chị. Cho em xin cái ghế này anh ơi. Chốt của em mã này là khăn tắm clear và kèm số điện thoại nhá. Em bán 50.000 hai cái. Chị nào nhà dùng nhiều khăn chốt 4 cái này. 4 cái em tính 95.000 nhá. Chị nào mình mua 4 cái, mình có thể mình mua cho ông nội ông ngoại cũng được. Con này dùng rất là tiện. Tại vì như kiểu là mình có thể dùng lau tóc này, lau người này, giải gối này. Được chưa? Comment nó em mã này là khăn tắm clear và kèm số điện thoại nhá. 1 2 cái là 50.000, 4 cái là 95.000. Nhá, 4 cái là 95.000. Chốt khăn tắm clear kèm số điện thoại. Đây quần này Thanh Nghĩ nốt 29.000 đồng đi. 29.000 đồng. Khăn tắm này dùng ưng lắm, mình đang dùng. Em cảm ơn chị Anh Nguyễn. Nói chung là cái giá của nó cực kỳ ok nhá. Nếu như mà các chị mua ở những cái shop khác, người ta bán cái khăn tắm Hàn mỏng mỏng ấy, nó còn mỏng hơn thế mà em thề luôn là cái độ thấm của nó, nó không được cái độ thấm như này đâu, nó còn trơn tuần tuần ra, người ta bán đã 39.000 rồi nhá. Khăn tắm clear em bán 50.000 hai cái. Thật sự luôn. Đấy, người ta bán cái khăn tắm Hàn mỏng mỏng như này 39.000 thì các chị mua luôn cái khăn tắm clear này cho em. Tại vì con này của em nó là toàn là hàng của hãng thôi, hàng công ty đi tặng quà ấy, nó xịn lắm. Chà, nó xịn lắm. Thấm hút và không bị nhớt khăn, lên là khăn tắm clear. Chị nào lấy hai cái là 50.000, 4 cái em chốt luôn 95.000 nhá. Tiếp tục cho em mã này, đẹp chưa? Quần này thì cho em cái ghế kia nào. Quần này còn bao nhiêu cái? Còn bao nhiêu cân? 10 đến 25 cân. Quần này không bao giờ lo vặn chun nhá, mà cái chất liệu này của nó là chất liệu gió co giãn này, là đũi co giãn. Mã hàng đi. Xem áo khoác treo trên tường, ok chị Ngân Ngô, ok chị Hương Nguyễn. Khăn tắm hai cái cho chị Bùi Hải. Lên cho em mã này luôn là A26 à. A26 29.000 đồng. 10 đến 25 cân nhá. A26 29.000. A26 29.000 đồng. Chốt độ em A26. 10 đến 25 cân. Được chưa, mọi người lên comment của em là A26 và kèm số điện thoại này. A26 và kèm số điện thoại cho em. Em bán các chị yêu 29.000 đồng nhá. 29.000 đồng. Được chưa, khăn tắm clear cho chị Thùy Đoàn. Lên cho em con này là A26 nhá, 10 đến 20 cân. À 10 đến 25 cân. 29.000 lốt. Đấy, còn vài chục cái nữa, chắc cái này em phải còn đến 30 cái. Xả lốt các chị 29.000 đồng. Mã hàng của em là mã A26 kèm số điện thoại. A26 kèm số điện thoại. Con này nhập số lượng nó lớn quá cơ. Khăn tắm dồn đơn cho chị Nguyễn Dồn. Cái áo khoác này là cái áo khoác này bây giờ là không còn màu đúng không? Chiều nay chốt hết màu đỏ rồi. Chiều nay chốt hết màu rồi. Bây giờ là áo này là lôm côm màu, không chọn màu. Hoan hỉ nhá. Ngày mai màu các chị thích có thì lấy, mà không có thì thôi bỏ qua. Còn nếu như các chị không chọn màu được thì các chị chốt nhá. Con áo khoác này này, các chị hình dung ra con khoác dạ tay rơi này không? Nó mặc nó đẹp như nào luôn. Được chưa? Dành cho bé 10 cân. 10 cân nhá, 10 cân. Cho bé đến tầm 24 cân đổ về. 23 cân đi. Chốt 10 đến 23 cân các chị nhìn này. Em chốt các chị 34.000 mã hàng. A25 à? A2 mấy nhỉ anh ơi? A26 chị Mimi. A26 chị Thủy Tiên. Lên cho em A27 đúng không? A27 10. Đi vào đấy là không chọn màu nhá. Nếu như mà chọn màu có sai thì lấy, không có sai thì thôi. Được không ạ? Chốt cho em 34.000 đồng. Con này các chị mua đi tặng đi. Comment cho em mã này luôn là A27. Kèm số điện thoại cho em 34.000 một cái. 34.000. Được chưa? Lên của em A27. Rồi ôi, áo khoác tay cánh rơi này. Mix cho em cái mẫu này nó xòe như này. Mix quần legging cũng đẹp nhá. Mix cho bé quần legging cũng đẹp. Mix cho bé quần quần gì ạ? Cái áo chữ AA đâu nhỉ? Mix cho bé quần legging cũng đẹp. Và kiểu như mix cho bé quần đây rồi, mix cho bé quần áo len bên trong, chân váy cũng đẹp luôn. Đây này các chị hình dung ra kiểu mặc không? Mặc bên trong mặc cho con áo giữ nhiệt, bên ngoài khoác cái này cho em. Hoặc là bên trong mặc áo len đối với trời nóng. Bên trong mặc áo len đối với trời nóng, xong khoác cái áo này cho em. A27. À bên mặc áo len trời lạnh ấy. Lạnh ấy, lạnh thì các chị mặc áo len nhá. Rồi khoác này các chị ơi, mặc đi chơi Tết còn xịn á. Mà những cái áo khoác này các chị mix đồ cho con nhìn cute cực kỳ luôn. Thật. Này các chị nhìn hàng của nó may này, không có một cái chỉ thừa nào ra ngoài.
Con này toàn bộ hàng của Sushi nhá. Mọi người lên cho em A27. Áo khoác này đẹp lắm, hôm nay mình nhận được hàng rồi. Nó quá đẹp luôn. Em bán các chị đúng bằng tiền đó chị. Mua cho con gói bim bim 34.000. Chốt cho em A27. Kèm số điện thoại A2 cho chị Lườm mà. Comment A27 bút bút chữ A. Áo chữ A còn đâu em tí. A27 chị Nguyễn Thị Thu Huyền 3 cái. Chị Mimi có, chị Nguyễn Dung có. Lên cho em con này A27, chị Khánh Mi Trần có. Ơ, tại sao này? Chốt cho em A27. Được chưa ạ? A27 hay A28 đấy? A27 chị Phạm Tâm. Comment cho em A27, đẹp lắm luôn mọi người ơi. Màu nào mix cũng đẹp nhá. Màu nào mix cho các con đẹp. Lên cho em má này luôn là A27 và kèm số điện thoại. Cái này ngày mai không còn hàng mấy đâu nhá. Không để dành đâu các chị ơi. Để dành đến vụ nó phải lên đến mấy trăm nghìn. Thật. Cứ hôm nay mỗi một hôm tiền cước giá nó lại cao lên nên em phải cho về sớm này. Chợ. Rồi các chị được vài nghìn đồng, 4.000 đồng một cái. A24 34.000. Chưa? Các chị mua ngoài á 100.000 một cái áo khoác như này luôn, áo dạ mà. Này may này, cái gì đấy? Cô bảo gì? Comment A24 kèm số điện thoại. À, A27, xin lỗi các chị, A27 10 cân trở lên, 10 cân đẹp lắm. 10 cân. Chào đấy mà các chị 9 cân các chị mix áo len, áo các thứ vào. Xinh ơi là xinh luôn, nếu mà có của mình chắc mình phải lấy lại mấy cái luôn. Cái này mặc mix đồ cho bé là cute cực kỳ. Được chưa? Lấy hai cái em lấy hai màu, ba cái em lấy ba màu. Chị Hiền Diệu Nguyễn có. Đấy, mix đồ cho bé mấy chân váy mix. Em nói thật luôn, cái những cái set mà những cái kiểu áo kiểu như này này, các chị lên có trong tủ đồ cho bé. Để các con đi đâu các con mix kiểu gì cũng đẹp. Mặc nhìn yêu cực kỳ luôn. A27 cho chị Phạm Tâm, A27 chị Nguyễn Yến hai cái. Cái này lấy đi các chị ơi, lấy đủ màu đấy. Comment A27 và kèm số điện thoại. Cái áo chữ AA này còn không? Còn đến size bao nhiêu đây? Size 10 à? 29.000 đồng. A28 15 cân đến 22 cân. Hôm nay là em lời của các chị được 4.000 đồng đấy. 34.000 đấy. Là em lời các chị được 4.000 đồng. Bữa hôm mua giờ thì rồi ok chị gái luôn. Lên cho em má này luôn nè. A28 ok chị Việt Phương. Comment ok chị Ngọc Bùi. A28 kèm số điện thoại này 29.000 đồng. A28 kèm số điện thoại cho em 29.000 đồng một cái. Chốt được em mã này là mã A28 nhá. Con này là áo này là bé trai bé gái đều mặc được. Đấy, các chị mặc bên trong áo len, mặc bên trong áo dạ, mặc bên trong các kiểu luôn. Comment A28. Em bán các chị 29.000 đồng. A28 15 cân và là 2 cân cho chị Lê Diễm Thúy. Cái chất này không bao giờ xù. Chị Xuân Quỳnh ơi, A27 của em đến 23 cân. A28 không có 32 đâu chị ơi. A28 của em là đến 23. Không còn 25 à? Còn đến size số 10 à? Chốt đến 25 cân nhá. Mẫu này chốt đến 25 cân. Mẫu này của em là chốt 15 đến 25 cân. Đẹp lắm, 29.000 đồng. Không bao giờ xù vải luôn. Các chị nhìn kỹ cái chất của nó này. Lên cho em má này luôn là A28 nhá. Kèm số điện thoại A27 chị Hương Nguyễn, A27 chị Huế Nguyễn. Lên cho em má này luôn là A28. 29.000 đồng một áo. Chốt A28 kèm số điện thoại. Ơ cái áo hip hop này còn mấy cái? Thế này sao Lan chốt đơn lại bảo hết áo hip hop anh? Hết màu. Đây còn chọn màu nữa thì chỉ còn đây còn nguyên màu vàng à. 4 cái này thôi gì? Còn đúng 4 cái áo hip hop này. Chị nào vừa hỏi áo hip hop đây. Chốt luôn cho em con này nhá. Được chưa? 30 cân đến 36 37 cân. 30 đến 36 37 cân cho em mã này. Áo hip hop này 75.000 mã đi. A29 à. Còn 4 cái. Chốt cho em con này là A29. Đây, chị nào vừa hỏi đây. Các chị nhìn này, áo hip hop của nó này, chất da cá tàu này, 75.000 đồng. Lên cho em mã này luôn là A29. Được chưa? A28 của chị Nguyễn Được. Lên cho em A28 của chị Lê Diễm Thúy rồi. Lên cho em mã này là A29 nhá. A29 còn 4 cái này. Hàng Quảng Châu chất da cá tàu đấy các chị ơi. 75.000 con này các chị ơi, các chị ra ngoài các chị mua 165.000 nhá. A29 áo hip hop. A28 của chị Đào Thủy. Lên cho em con này là A29. Em còn 4 cái này lót cho các chị yêu 75.000. Chị nào lấy mã này lên cho em là A29. A28 rồi ok chị Phạm Tâm, A28 và chị Hằng Mai. Chốt cho em con này là A29 nha mọi người ơi. A29 75.000 đồng một cái. Cho A28 25 cân cho chị Nguyễn Huế. Lên cho em con này là A29 75.000 đồng. Áo hip hop cọc tay không à, còn chị ơi.
còn nhưng mà còn size to quịch ý. Còn size to mà từ 40 cân trở lên. A29 cho chị An Kim này. A29 cho em ạ. A28 4 cái chị Nguyễn được. Đúng rồi. Lấy đi các chị lên cho em con này A29 nhá. Có 4 cái. Em bán các chị là 75.000 nha mọi người nhá. A29 và kèm số điện thoại đây, vứt ra ngày mai nhặt đơn luôn này. Chị nào lưu đơn coi như không có hàng luôn đấy, những cái mẫu đấy. Về hôm trước hôm sau là hết ngay. A29 cho chị Ngân Ngô, A29 cho chị Nguyễn Vân Anh, hai cái hết luôn. 75.000. Cái mã này các chị lên là hộp dây buộc tóc cho em. Hình như cái này còn ở đâu nữa chồng ạ? Hộp dây buộc tóc còn 3 hộp 19.000 đồng xinh chưa? 19.000 đồng một hộp dây buộc tóc. Chốt giúp em mã hộp dây buộc tóc kèm số điện thoại. Em bán các chị 19.000 nhá. 19.000 đồng một hộp dây buộc tóc. Các chị gái lên hộ em mã là hộp dây buộc tóc và kèm số điện thoại. Hộp dây buộc tóc và kèm số điện thoại cho em. Quần bò cho con gái hết sạch sẽ 26 cân rồi ạ. Chốt cho em là hộp dây buộc tóc nhá. 29.000 đồng một cái. Mã này lên cho em chảo A28 ok chị Hồng Nhung. Mũ cối đây chị. Mũ cối. Anh xem. Chốt cho em mã này này. Mã này con mừng chảo A29 thôi không. A29 cho chị Gia Bảo ngày mai có chốt này. Có 4 cái đấy thôi các chị nha. Đây các chị ơi lên đơn cho em mã này luôn này. Mã này comment của em là chảo. Chảo này là chảo mili nhá. Chảo mili. Được chưa? Cái này các chị dùng để ốp trứng nấu mì buổi sáng rất rất tốt. Con à, rồi ok chị Ngân Ngô. Chốt cho em mã này luôn là chảo và kèm số điện thoại cho em cái dép nào. Chảo và kèm số điện thoại cái dép mẹ nữa. Chốt cho em mã chảo nhá. A29 ok chị gái Lâm Hương. Chốt cho em mã này là chảo 39.000 đồng. Chốt cho em chảo kèm số điện thoại 39.000 nấu trứng ốp mì rất là ốp mì nấu trứng rất là tiện luôn. Kiểu nhiều khi mình lấy nhá. Áo đang mặc không còn hàng. Đây là mũ cối tàu các chị ạ. Không phải cái hàng xanh lét đâu. Được chưa? Comment cho em mã này luôn là mũ cối và kèm số điện thoại cho em. Lấy hai cái, comment hai cái nha. 79.000 đồng. 79.000 đồng. A10 cho chị Cao Trần, chảo chị Minh Vương. Cái này các chị lên cho em mã mũ cối và kèm số điện thoại giúp em. Mũ cối và kèm số điện thoại giúp em. Em bán cho chị 79.000 đồng một cái. 79.000. 79.000 đồng một cái mũ. Mọi người lên comment cho em này. Mũ cối cách số điện thoại nhá. Mũ cối cách số điện thoại cho em 79.000 đồng. 79.000 nhá. Mọi người lên mã là mũ cối và kèm số điện thoại. Đây còn cũng còn 4 cái áo này nữa này. 4 cái áo này danh lý 69.000 đồng. Áo bé trên tường không có 18 cân. Áo bé trên tường là từ 32 cân đến 62 cân cơ. Áo trên tường là từ 32. Đây là từ 32 đến 62. Còn cái áo bé này thì từ 10 đến 16. Chảo 39 cho chị Nguyễn Huế. Đây là chảo và kèm số điện thoại. Chảo chị Nguyễn Dung, chảo chị Nguyễn Thị Thu Huyền 39.000 đồng. Các chị nấu những cái ít ít đi. Các chị cho vào cái chảo nhá. Cho vào cái chảo nhỏ này. Nó chống dính này. Xong nó lại chống gì ạ? Đỡ tốn dầu mỡ. Mình đỡ phải bật ga to đúng không? Đó. Cái mã này của em là 30 cân đến 36 cân. Chốt cho em mã này luôn. A30. Con này em còn vài cái. Còn đúng 4 cái này này. A30. A30. Kèm số điện thoại cho em. Em chốt nốt các chị A30 này còn 69.000 đồng. Còn 4 cái. Chờ chất liệu là da cá tàu, mũ cối chị Nguyễn Huế, mũ cối chị Nguyễn Trung. Lấy hai cái mũ cối, có mình hai cái mũ cối, ba cái mũ cối. Chị Lô Phượng ơi, em chưa ship được Nghệ An mất rồi. Tiếc quá. Mã này mọi người lên cho em mã này luôn là A20. Chảo chị Nguyễn Hoa, A30 và kèm số điện thoại. A30 em bán các chị A30 này còn 69.000 đồng nhá. 69.000 đồng A30. Đơn chiều nay đúng rồi. Đơn chiều nay bao giờ chốt chị Luận chị Thơm ơi. Đơn chiều dồn vào đơn tối. Em muốn là các chị đơn chiều để cho các chị dồn đến tối. Xem các chị có ưng sản phẩm gì các chị dồn đơn nhá. A30 này là của bé trai chị ơi. Đẹp lắm. Áo da cá tàu 69.000 đồng, chất liệu là da cá tàu. Áo này là của bé trai, mọi người comment A30 hộ em. Có 4 cái thôi, 69.000 đồng. Chốt hộ em A30 này. Chào cho chị An Kim. Mọi người lên mã là chảo và kèm số điện thoại cho em. Rồi tiếp tục cho các chị áo thỏ. Lên cho các chị mã này luôn là A31. Áo thỏ này còn size gì? 10 đến 20 cân. Ồ đẹp quá. 35.000. Áo thỏ này là chất liệu là da cá tàu. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là A31. A31 10 đến 30 cân. À 10 đến 20 cân. Xin lỗi các chị nhìn này. Mặc vào nó bo lên nhá.
mặc vào nó bo và rất là đẹp luôn. Chốt cho em mã hàng A31, A30 chị Ngân Ngô, chị Quyên Trần. 7 tuổi mặc được nha chị Nhật Minh Hoàng, em mặc vừa đấy. Cái này các chị lên cho em mã này luôn. Là A31 và kèm số điện thoại. A31 kèm số điện thoại cho em. A31 kèm số điện thoại cho em 10 đến 20 cân. 10 đến 20 cân. Được chưa? Chốt cho em má này luôn là A31 35.000. Đẹp quá mà không có con gái. Chốt cho em A31 kèm số điện thoại này. Áo chip đẹp mà áo chip hình như không còn hàng đâu. Chốt cho em A31 nhá. Dép mẹ này, bây giờ còn nguyên 40 rồi đó. Đấy, bán những cái của này này, nó cứ tồn lại đây này. Size 36 37 thì hết ngay hôm đầu tiên. Các chị lên cho em mã dép mẹ. Đi trong nhà, đi nhà tắm, đi nhà vệ sinh. Dép mẹ thì bây giờ gần đến mùa đông rồi. Ok chị Nhật Minh Hoàng, comment vào đây cho em mã này. Ôi A31 3 cái rồi kìa, hết rồi đấy. Lên cho em mã này luôn. Mã này của em là A3 mấy? À dép mẹ và kèm số điện thoại. Rồi ok chị gái lớp mình, comment dép mẹ nhé. Bây giờ em còn ở đây còn một đôi size 37 này. Ơ sao lại có một đôi size 37 ở đây này anh? 38 này, ơ có một đôi 37, 38 này. 37, 38 40, nói chung là một đôi 37, một đôi 38. Còn lại là còn nguyên size 40 thôi. Các chị lên là dép mẹ nhá. A31 10 cân, ok chị. A31 35.000, chốt đi. A31 là cái áo thỏ, chốt đi cái áo đấy đẹp lắm. Lên cho em mã này, ui dồi ôi em cứ tưởng là A31. Ờ đúng rồi, A31 chắc là cái này em còn. Mọi người comment cho em là dép mẹ nhá. Em bán cho chị 19.000 đồng. Dép mẹ và kèm số điện thoại. Em ở tỉnh đội ấy. Chốt đội em này. Đấy. Rồi cổng trường kỹ nghệ nhá. A31 cho chị Diệu Hiền Nguyễn. Nhận được dép rồi đẹp lắm. Mang đi êm chân nữa. Dép mẹ cho em 19.000 đồng một đôi. Đấy mặc vào nó bo vào này. Xinh lắm luôn cái áo con thỏ này. 35.000. A31 và kèm số điện thoại. Em lên đơn. Chị nào chốt dép mẹ lên là dép mẹ đi. Chị Đào Thủy có A31. Lên cho em mã dép mẹ nhá. Có một đôi size 37 à. Một đôi size 38. Còn lại là em chỉ còn size 40. Đẹp chưa? Chị nào lấy dép mẹ comment dép mẹ giúp em 19.000 đồng một đôi. Nhà dép mẹ kèm số điện thoại này. Mình đằng nào sắp đến mùa đông mình cần đi mua nhiều dép. Chưa comment dép mẹ em A31 chị heo mũm mĩm. Chốt cho em dép mẹ kèm số điện thoại đấy. Dép bé này còn size bao nhiêu đến bao nhiêu đây? Dép mẹ có một đôi size 37 thôi các chị nhá. Một đôi size 37, một đôi size 38, còn lại thì có nhiều đôi size 40. Cái áo con này này. Nhà em để nó rơi ra khỏi cái túi bóng. Nó rơi xuống sàn tại vì nhà em không có treo. Nhà em không có treo hàng được ngoài kho ấy. Nên nó bị bẩn như này. Chị nào mặc vừa thì các chị về các chị giặt đi. Nha, size 34. Chị nào mặc vừa các chị về các chị giặt đi mặc thì chất thì nó vẫn đẹp. À, nhưng mà nó lại bị đứt ở đây kìa. Ui dồi, tưởng không thì tặng nhưng mà nó lại bị đứt rồi thôi vứt. Ô, không mặc được nó thì vứt. Cái má này các chị lên đơn ạ, à, dép mẹ. Rồi, áo khoác vàng đằng sau là chị ơi 155.000 ạ. À. Hàng đẹp lắm, áo gió thô đấy ạ. À. Rồi các chị lên cho em con này. Mã của con này sẽ là mã A bao nhiêu đây anh ơi? A bao nhiêu? A35 áo chip. À, A32 dép mẹ chị An Kim. Rồi cái áo chip này các chị nhìn này. Cái hàng này của em nhìn cái form của nó là đã thấy đẹp rồi. Hàng này tất cả đều là hàng không gọng nhá. Tất cả đều là hàng không gọng. Bây giờ chỉ còn size 36, 38 thôi phải không nhỉ? Size 36 và size 38. Hàng này của em là toàn bộ hàng không gọng này. Được chưa ạ? Các chị lên cho em áo này luôn. Comment cho em áo chip và kèm số điện thoại. Em bán các chị 58.000 đồng. 58.000 đồng một cái. Mọi người lên cho em áo chip kèm số điện thoại nhé. Bây giờ em chỉ còn size 36 và size 38 thôi. Size 36 và size 38. Các chị lên comment của em nhé. Áo chip kèm số điện thoại cho em. Áo chip kèm số điện thoại giúp em. Được chưa? Em bán các chị 58.000 đồng này. Hàng không gọng nhé. Các chị mặc yên tâm là nó không bị đâm ra. Nó không bị đâm ra lách mình. Được chưa? Nó không bị bè quả. Comment cho em má này luôn là A38 kèm số điện thoại. À áo chip chứ, xin lỗi các chị. Áo chip có size 36 và size 38.
Đó, mọi người lên cho em mã hàng áo chip cách số điện thoại cho em. Em bán cho các chị 58.000. Lên là áo chip là được nhá. Lên cho em mã hàng là áo chip là được nhá. Chờ, lên mã hàng là áo chip là được. Chị áo này tròn quả lắm. Cái form này của nó tròn quả, đẹp cực kỳ luôn. Cho chị xem áo hip hop cộc tay kìa. Chốt cho em mã này luôn ạ. 58.000. Không, không còn nữa rồi chị ơi. Chưa, chưa có A32. Rồi, cho em xin được chia sẻ nào. Hôm nay được chia sẻ em bảo em tặng cái áo này đúng không? Em ở Tuyên Quang. Đệm vừa thôi chị, đệm vừa. Hôm nay là em tặng áo này đúng không? Áo cao cấp luôn nè. Vừa mới về nha. Vừa mới về. Con này đẹp lắm, chất da cá tàu này. A19 cho chị Loan Đỗ, áo chip rồi cho chị Hoàng Sơn. Áo chip và kèm số điện thoại cho em. Bây giờ này em kiểm tra lượt chia sẻ. Chiếu điều hòa em hết hàng rồi chị. Chiếu điều hòa hết từ mùa hè rồi ạ. Tầm này là không còn. Ngoài Bắc bọn em đang chuẩn bị lạnh rồi. Ngoài Bắc của bọn em bây giờ là mai nó bắt đầu báo mưa rồi. Để chồng em kiểm tra lượt chia sẻ. Rồi, lốt cho các chị mã này. Má này mọi người lên cho em luôn. Nói chung là quà chia sẻ, quà vui vẫn có nhá. Má này là A bao nhiêu? A32 cho em này. Được chưa? 45 đến 65 cân. A32 là quần lụa đấy. Em xả lốt 39.000. A32 màu hồng. A32 màu rêu. Mọi người comment hộ em A32 kèm theo số điện thoại. Em bán các chị yêu giá còn 39.000 đồng. A32 màu xanh ngọc. Chốt hộ em. Chốt hộ em là A32 và kèm số điện thoại này. Chốt hộ em mã là A32 kèm số điện thoại cho em. Em bán cho chị 39.000 đồng. Lên hộ em A32 kèm số điện thoại này 39.000 đồng. 39.000 đồng. Cái này là quần lụa nhá. Kiểm tra đi anh em. Tối nay bị lỗi à? Này không kiểm tra được à? Áo chip rồi ok chị gái. A32 kèm số điện thoại. Rồi thế là chơi mini game đầu tiên này. Lỗi nha. Hôm nay không kiểm tra được lượt chia sẻ rồi. Hôm qua là em tặng áo gió người lớn cho chị Đinh Hiên nhá. Chị Đinh Hiên qua có lượt chia sẻ nhiều nhất. Hôm nay em tặng cái áo bé này luôn. Comment lên đây cho em mã này. Tiếc quá. Mã này các bác lên đơn cho em luôn này. Comment tỉnh các chị ở kèm số điện thoại đi. Ghim chị gái thứ 6 nhá. Em ghim chị gái thứ 6. Được chưa? Comment hộ em là tỉnh các chị ở và kèm số điện thoại. A32 màu rêu ok chị Hằng Mai. Ghim chị gái thứ 6 này. Comment hộ em là tỉnh các chị ở và kèm số điện thoại giúp em. Tỉnh các chị ở và kèm số điện thoại giúp em. Tỉnh các chị ở và kèm số điện thoại giúp em ạ. Đấy, bảo lên tỉnh các chị ở là chưa thấy chị nào lên đây này. A32 cho chị An Kim. Chị Tập Sống Khác lên đầu tiên mất rồi. Chị Lắng Hạ lên thứ 2 mất rồi. Chị Quỳnh Phan lên thứ 3 mất rồi. Chị Phùng Thị Thanh lên thứ 4. Chị Thảo Nguyên lên thứ 5. Chị Lắng Hạ lên lại rồi. Được chưa? Ok. Ok, em chúc mừng chị gái Duyên Trương này. Chị Duyên Trương lên thứ 6 này. Chị Duyên Trương có người chia sẻ không? Ok. Chúc mừng chị gái. Chị Duyên Trương lên cho em xin số điện thoại. Được nhận một con áo này giá không đồng. Con áo này giá man. Con áo này vừa nay em bán 69.000 đồng nhá. Đó, em tặng quà này, em tặng thật cho mọi người. Chưa, rất là tiếc vì hôm nay không kiểm tra được lượt chia sẻ. Đấy ơi, tặng cho chị Duyên Trương này. Rồi, bây giờ hôm nay em có cái áo này này. Nhưng mà em chưa cho gạo thử đâu. Em bảo để cho gạo thử. Nhưng mà lại chưa lấy, tí nữa em tặng nhá. Đấy, tí em tặng con áo này nhá cho các chị. Đợi em một tí nào. Cho em xin cốc nước vào đây này anh ơi. Tất nam tất nghĩa còn không nhỉ? Lại trượt quà cho của gái rồi. Rõ đẹp. Chị Duyên Trương lên số điện thoại đi chị ơi. Anh ơi ghi tặng cho chị Duyên Trương đi. Tất nam. Hàng công ty này. Đấy để lại cho con mai đi học luôn. Chia sẻ nhá. Em buồn lắm. Em chỉ muốn chiên các chị chia sẻ nhiều thôi.
thật sự trong trong cái tâm của em này, chỉ muốn kiểm tra được người chia sẻ. Chị nào mà cứ chia sẻ đều là tuần nào cũng có quà 7 đến 8 lần. Comment cho em mã này luôn. Mã này lên đơn cho em là tất lam và kèm số điện thoại. Khoác hồng đấy có đến 30 cân thôi chị. Chốt cho em mã này luôn là tất lam. Các chị nhìn hàng của hàng công ty này, cái chất tất của nó, nhìn cho em cái cổ tất của nó, hàng rất là ok nhá. Em bán các chị, các chị mua 59.000 đồng. Áo khoác đó có bán chứ chị, vừa bán xong đây, tí nữa em lên lại cho. Anh ơi chuẩn bị lại cho em cái áo khoác đấy đi. Cái mã này mọi người comment hộ em, tí nó vẫn chơi mini game bình thường nhá. Comment cho em mã tất lam và kèm số điện thoại. Đen thế nhỉ. Cho em xin lại cái áo khoác kia, mấy chị em chuẩn bị mã tất nam. Em bán các chị 59.000 đồng hai bó như này, là 10 đôi nhá. Tính ra các chị được chưa ạ? Các chị lên cho em mã này luôn là tất lam và kèm số điện thoại. Em bán các chị yêu là 59.000 10 đôi, 59.000 đồng 10 đôi tất nam. Mọi người comment nó em mã hàng là tất nam và kèm số điện thoại này. Được chưa? 59.000 đồng 10 đôi, 59.000 đồng 10 đôi tất nam nhá, kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Các chị mua cho các anh đeo cả năm luôn. Mua cho các anh đeo cả năm luôn. Mã hàng tất nam kèm số điện thoại 59.000 đồng 10 đôi, hàng công ty nhé. Không phải áo này. Áo này em để sẵn đây rồi. Áo kia này. Em mang ra ngoài luôn đi. Mai lại không có người làm đây. Đây cái áo này là áo mới. Đây. Áo này của em lên rồi. Tất nam chị heo mũm mĩm. Tất nam chị Bao Nguyễn. Comment tất nam kèm số điện thoại. Em bán các chị yêu giá là 59.000 đồng 10 đôi nhá, 59.000 đồng các chị có 10 đôi tất nam. Mọi người comment hộ em tất nam. Tất nam kèm số điện thoại cho em. Vừa nãy em chỉ anh đi đây. Tất nam kèm số điện thoại giúp em này. Tất cho bé chưa có hàng ạ. Tất nam các chị à? Mary Linh. Tất nam các chị Minh Mèo. Cái mã này comment A10 18 cân đến 30 cân. Tất nam chị An Kim, tất nam chị Nguyễn Hậu. Lên cho em má này luôn là A10. A10 là 69 phải không? A10 này là 69 phải không? Hả? A10 69.000 đồng, chốt cho em mã hàng A10 kèm số điện thoại. Chờ chốt cho em A10 và kèm số điện thoại giúp em. Nhá, áo khoác này dành cho bé từ 18 đến 30 cân. Rồi ok. Thế chị Trịnh Kiên Mai lên chị gửi vào trong tin nhắn cho em. Cặp sách mẫu giáo hết hàng rồi chị. Mẫu giáo thì em không còn mẫu cặp nào đâu. Năm nay bán dốc hết rồi. Cái này các chị lên cho em A10. Đẹp quá các chị ơi, xa đến 30 cân này. 69.000 đồng, chất liệu là da cá tàu. Comment cho em A10 và kèm số điện thoại. Anh ghi quà tặng xong chưa? Chốt đến 30 cân con này. Con này này, xinh lắm. Áo con chó này xinh cực kỳ luôn, 69.000 đồng. Mã của em là mã A10 và kèm số điện thoại. Mã của em là mã A10, kèm số điện thoại cho em nhé. Em bán các chị yêu là 69.000 đồng một cái. Để cho hàng này có size 18 cân đến 30 cân. Màu hồng đậm này, hồng cam này, hồng nhạt này. Comment A10 cho chị Chi Lương. Ơ, cái quần mặc váy này ở đâu ra đấy anh? Hả? Chốt cho em quần mặc váy còn mấy cái. Quần mặc váy em xả nó các chị luôn. Quần mặc váy 19.000 đồng đi. Các chị ra ngoài mua 450.000 một cái. Chốt cho em là quần mặc váy nhá. Quần mặc váy các chị ơi nhìn này. Cái form này đến 65 cân. Để cho cái form gen này thì đến 50 cân. Chốt cho em là quần mặc váy. Em bán quần mặc váy cho các chị nốt là 19.000 đồng đi. 19.000 đồng một quần mặc váy. Chị yêu nào lấy quần mặc váy lên hộ em là quần mặc váy A10 16 cân. Thấy đẹp quá, 16 cân hơi rộng đấy. A10 chị Nguyễn Huế. Khoác này không có của người lớn. Quần mặc váy cho em. Được chưa? Quần mặc váy vừa lưng mông này. Vừa mặc váy vừa lưng mông cho các chị. Con này các chị lên đơn là quần mặc váy và kèm số điện thoại. Em bán các chị 19.000 đồng. Hai quần mặc váy chị Duyên Trương, A31 chị Hiền Xuân, A10 chị Trần Hải Yến. Cái A10 đẹp thật các chị ạ. Mà hôm nay em lười treo á. Cái hình con này là con gì nhỉ? Con lai hay con gì xinh lắm. Bên này thì lại một mặt đó rất là đẹp luôn. Comment là A10 nhá. Quần mặc váy cho chị nhờ. Quần mặc váy cho chị Lê Diễm Thúy. Đây, chị nào lấy quần mặc váy, comment quần mặc váy chị nào cũng cần mà. Cái này mùa đông mùa hè các chị đều cần đúng không? Mặc bên trong váy. Lên nói em là quần mặc váy cho nó tự tin. Kèm số điện thoại cho em 19.000 đồng một cái. 19.000.
Em quên đấy, cái mã này em quên đấy. Con mừng em là quần mặc váy kèm số điện thoại nhá. 19.000 đồng một cái. 19.000 đồng một cái quần mặc váy. Chốt giúp em là quần mặc váy kèm số điện thoại. Đây áo hip hop đấy chị Minh Mèo. A à, bao nhiêu nhỉ? A à, 33. Còn size 2X. 40 cân đến 70 cân. 40 cân đến 65 cân. Quần mặc váy 2 cái nhé. Rồi ok chị. Đẹp quá, áo hip hop này xả nhá. 44.000 đồng, mã hàng A33. Hả? A33 kèm số điện thoại. Đỏ cho em này. Đẹp lắm luôn, quần mặc váy chị Nhật Minh Hoàng. Quần mặc váy 19.000 đồng, A33 chị Ngân Ngô, quần mặc váy rồi ok chị Lý Thị Trài. Lên cho em ạ. Rồi ok chị, không mặc được đâu, sợ hơi rộng. Lên cho em áo này luôn, A33 con này phải đến 70 cân chứ. A33 đến 70 cân. Được chưa ạ? Lên cho em A33 và kèm số điện thoại. A33 hai cái chị Ngân Ngô. Chốt cho em A33 kèm số điện thoại. Em chốt đơn cho mọi người. Giá còn là 44.000 đồng nhá. Chưa 44.000 đồng. Quần mặc váy 42 cân rồi ok chị gái luôn. Chị Lâm Trần ok chị. Quần mặc váy chị Lớp Linh rồi. Lên cho em con này luôn. Mã hàng của em là A33. Các chị ơi, áo hip hop này đẹp cực đẹp luôn. Xả 44.000 này. Xả 44.000 đồng A33. Chốt cho em A33 chị Lanh Nguyễn hai cái. Quần mặc váy chị Thùy Doãn. Quần A33 cho chị Minh Mèo. Các chị có thể lấy mấy cái màu đen. Ví dụ bé nhà các chị chỉ mặc màu đen thôi. Hoặc là các anh chỉ mặc màu đen. Các chị lấy 3 cái màu đen cũng được. Có 3 mẫu nhá. Lên cho em là A33. Đẹp quá. Em bán các chị này 44.000 đồng. Chất ok cực kỳ luôn ý. A33 và kèm số điện thoại. Chưa ạ, chị Minh Mèo có A33. Chốt A33 cặp hồng sau lưng của em á chị. 159.000 đồng. Chưa, lên cho em là A33 và kèm số điện thoại nhá. Trời ơi, A10 đẹp không cưỡng lại được. Đẹp quá đúng không? Em cũng thấy cái đấy đẹp. A33 màu trắng nữa này. Trắng chắc còn cái thôi. Chốt hộ em là A33. Rồi ôi, con này hàng Sida người ta bán cho các chị 100.000. Thật. Lên cho em là A33 và kèm số điện thoại. Em bán các chị là 44.000 đồng nhá. Các chị nhận hàng các chị mới biết là em bán rẻ và lãi suất nó ở mức như nào. Cặp hồng của em là các chị lên là cặp mèo đi. Cô gái mèo 159. A33 này. Kèm theo số điện thoại cho em. Nốt cho các chị yêu là còn 44.000 đồng. A33 chị Hiền Xuân. A33 chị Hằng Mai. Lên hộ em là A33 kèm số điện thoại nhá. Em bán nốt các chị là 44.000. 44. Rồi. Bây giờ lên cho các chị cái mẫu này em xả này. Cái mẫu này, cái lô này em cũng bị lỗ rất nhiều luôn này. 28.000. A34. Đồng Nai chưa ship được rồi chị ơi. A34. Con này còn size gì anh ơi? Rồi ok chị gái Ngân Ngô. Hả? 40 đến 50 cân thôi á. Cái này còn size XL đây. Con này còn đến 65 cân. Chốt cho em má này A3. Con này còn ít thôi nhá. A34 28.000. Toàn áo của bộ hãng thôi. Đây. 40 cân đến 65 cân A34. Kèm số điện thoại vào đấy cho em. A34 kèm số điện thoại vào đấy cho em. A10 quần mặc váy ren hai cái. Ok chị Thanh Lê. Chốt cho em mã này. Nghệ An em chưa ship được rồi. Mã này lên cho em là A34 và kèm số điện thoại này. Em bán nốt cho các chị con này nhá. Giá là còn 28.000 đồng nốt. Con này là thôi lốt. Lỗ hay là lãi thì không tính đến giờ này nữa rồi. Nhá, giờ này là thanh lý cho nó hết. A34 dồn đơn cho chị Luân Nguyễn. A34 ok, ok chị Lê Thị Lý có. Ok chị Cao Trần có. Mã này lên đơn là A34, 3 cái 3 màu. Đẹp chưa? Bán các chị này, toàn hàng của hãng thôi đấy. Cái này mùa đông với mùa hè thì nó không cứ. Tại vì áo lam ấy thì các anh mặc cả mùa đông cả mùa hè. Cái áo cọc này này, mặc trong mặc ngoài mặc ngủ. Lên cho là A34. Lốt cho các chị 28.000 nha. A34 chị Nguyễn Hà, chị Lớp Linh. Chốt cho em A34 và kèm số điện thoại này. Em bán các chị lốt 28.000 đồng cho nó gọn mẫu. Chị nào chốt A34 lên A34 cho em. A34 và kèm số điện thoại cho em. 28.000 đồng. 28.000. Rồi qua mã luôn. Cái mẫu này hôm nay là chưa có lên tiếng nào này. Mẫu rất đẹp luôn. A34 chị Phùng Thị Thanh. Đây, mẫu này rất đẹp luôn này. A35. Lên lại áo khoác đằng sau. Ok chị Hương Nguyễn, đợi em tí. A34 chị Mai Quyên. Lên cho em mã này luôn là A35. Con này đến 50 cân này.
38 đến 50 cân. Đẹp lắm. Chốt cho em con này. Con này là mẫu túi chéo. Vừa nãy em lên cho các chị một mã áo gió, nhưng mã áo gió vừa nãy là túi vuông, đây là túi chéo, 115.000. Chất liệu của nó giống cái mẫu gió VIP của Nam nhá. Nó là chất liệu gió này, các chị nhìn này, gió mềm, co giãn này, thấy không? Gió co giãn nha. Hàng thanh lý này này, chỉ có đầu vụ mới có thôi. A35 cho em. A35, 115.000. Màu em đang mặc trên người là A35 màu da. Chờ A34 chị Thoa Nguyễn, A33 chị Nguyễn Nguyệt, A34 chị Ngân Ngô, không còn đâu. Lên cho em con này là A35. Màu này của em là màu da. Chờ A35 em có màu đen nữa này. Chốt cho em má này luôn là A35 màu đen. Giờ chờ lên comment vào đấy cho em má hàng A35. Chất liệu của em là chất gió co giãn nhé. Gió co giãn A35 kèm số điện thoại. Nhưng mà con này chỉ có size từ 38 cân đến size 50 cân. Đó là size nhỡ đại. Đấy, dành cho cả mẹ cả bé đều mặc được. A35 và kèm số điện thoại. Em chào chị Quỳnh Thuận. Đẹp quá. 115.000 một cái. Chốt hộ em mã này luôn. Chị nào lấy A35 này lên A35 này. Đấy, toàn hàng cắt mát thôi này. A35 và kèm số điện thoại cho em. 115.000 màu đen này. Chốt đến 50 cân thôi nhá. Chốt đến 50 cân. A35 chị Hương Nguyễn lấy 2 cái thì comment 2 cái. Chất liệu là gió co giãn. Hàng đẹp nha các chị nha, không phải gió cứng soạt soạt đâu, đẹp lắm. A35 màu cam đấy này. Lên xe là A35 kèm số điện thoại. Cái logo chữ này theo nhá. Đấy, em bán các chị là 115.000. 115.000 A35. Chị nào lấy A35 lên đơn. Lên đơn của em là A35 và kèm số điện thoại này. A35 và kèm số điện thoại cho em. Đó, đẹp chưa? Màu nào mặc lên cũng đẹp. Này các chị này, chất gió như này mới gọi là sướng. Lên cho em A35 nhé, màu này của em là màu cam. Đấy chứ, 115.000 đồng một cái. Màu cuối cùng là màu vàng này. Mọi người còn thích lên gì thì em lên theo yêu cầu đấy các chị nào. Lên cho em mã này luôn là A35. Nay được mấy tiếng rồi nhỉ? Đẹp quá, A35 đẹp này, đúng rồi chị. A35 51 cân mặc được chị. Nó còn tùy theo cả chiều cao cân nặng các chị. Có size nhé mọi người nhé. Lên cho là A35. Thật sự cái áo gió này đẹp mà. Đây em dứt đi cho các chị một cái mark này để các chị nhìn thấy cái chữ của nó này. Thêu này. Đó, comment cho em A35 và kèm số điện thoại này. A35 và kèm số điện thoại cho em. 115.000. A35 là chất liệu gió co giãn nhé. Chất liệu gió co giãn. Lên của em là A35. Đẹp quá luôn ý. Bút chữ A vẫn còn à. Đẹp quá các chị ơi. Bút chữ A này. Còn nguyên mực xanh à anh? Bút chữ A cho em này. Còn mực xanh và mực đen. A35 cho chị Hiền Xuân. Ok chị. Chốt cho em mã này luôn là bút chữ A nhé. Một hộp của em là 12 cái. Em bán các chị là 29.000 đồng một hộp. 29.000 đồng một hộp 12 cái. Được chưa? Mọi người lên với em mã này luôn là mã bút chữ A. Kèm theo số điện thoại. Lên này áo bé gái á chị. Áo bé gái mã nào chị? À áo bé gái á. Áo bé gái lên lại mã nào nữa không? Quần 45 cân á chị. Hôm qua có không có quần mới có áo đó chị. Comment cho em mã này luôn là bút chữ A nhá. Bút chữ A cho em kèm số điện thoại. Chán ghê, cái đợt đầu thì chị lại không chốt được. Mã này comment hộ em bút chữ A, em bán 29.000 đồng. Đợt đầu rõ nhiều đấy chứ. Lúc các chị cần thì chẳng có. Bút chữ A và kèm số điện thoại 29.000 đồng một hộp cho em này. 29.000 đồng một hộp bút chữ A nhá. Có mực xanh và mực đen. Dép này là còn size từ bao nhiêu đến bao nhiêu anh? Dép bé gái này này. Còn nguyên 26 á. Dép bé gái này, bé nào đi vừa size 26 em tặng nốt các chị 15.000. Chốt cho em là dép bé gái. Nguyên size 26. 15.000 đồng lốt nha mọi người nha. Comment dép bé gái kèm số điện thoại cho em. A35 màu vàng các chị đặt thấy. Lên cho em mã này luôn là dép bé gái. Bé nào đi vừa size 26 em tặng nốt các chị 25.000. À đâu 15.000 chứ. 15.000 đồng.
Chốt của em là dép bé gái kèm số điện thoại. Đây có một đôi size 34 này. Phụ chữ A cho chị Hiền Diệu Nguyễn. Còn 28-29. Ôi giời, thế thì tự nhiên đọc 15.000. Dép bé gái có size từ 26. 26, 28, 29 à. 26, 27, 28, 29. Có đôi này size 34 này. Dép bé gái 15.000. 15.000 nhá. Lốt cho em mã này. Được chưa? Con mượn hộ em là dép bé gái và kèm số điện thoại này. Dép bé gái, ngày mai các chị thích lấy dép quai thì lấy nhá. Lấy dép quai thì lấy, mà lấy dép gì thì lấy. Con mượn hộ em là dép bé gái kèm số điện thoại cho em. Em bán các chị yêu. Giá của nó còn là 15.000 đồng, không chọn kiểu nhá. Lấy 2-3 đôi thì em lấy 2-3 kiểu cho các chị. Đẹp lắm, 15.000. Mua cho các con, mua mấy đôi mà. Nếu mà vừa các chị mua mấy đôi mà. Đi nhà tắm này, đi nhà vệ sinh này, đi trong nhà, đi đâu cũng được. Con mượn em là dép bé gái kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Ok, chị Hương Nguyễn. Có ai muốn gửi hàng lỗi đâu các chị. Gửi hàng lỗi đến lúc các chị gửi đổi trả em cũng mất phí chứ. Con mượn em má này luôn. Nó chỉ là xác suất thôi các chị nhé. Chứ còn... Con mượn cho em má này luôn là dép bé gái kèm số điện thoại cho em này. Cho em bán các chị là 15.000 nhé. Chị Điển Long Thị chiều nay có đơn ấy mà tối nay không chốt được gì ạ. Không chốt được gì để chiều đi đơn à. Tối nay lên bao nhiêu mã luôn ấy. Vở Hải Tiến kèm số điện thoại cho em. Comment vở Hải Tiến 54.000 10 quyển. Comment dép bé gái thôi. Ngày mai chốt như nào báo các bạn ấy cho em. Còn thì các bạn nhặt cho nhá. Lên cho em mã này luôn là vở Hải Tiến. Chưa ạ? Còn mấy bịch anh, còn mấy tập. Hàng này hết rồi. Dép bé gái chị Thùy Đoàn cho chị Biển Long Thị. Các chị nhìn này. Vở này của em là vở Olito nhá. Vở Olito. À, vở kẻ ngang. Cái này là vở kẻ ngang công ty Hải Tiến. Cái này các chị mua ngoài 89.000 một quyển đấy. Ở đây em bán cho các chị một tập 54.000 10 quyển. Một tập này là 54.000 10 quyển. Ok, chị Thùy Đoàn có này, chị Cao Trần có, dép bé gái, chị Diệu Hiền Nguyễn ok chị gái. Cái này mọi người comment nộ em luôn. Dép bé gái ok chị gái lừa mặc có. Mọi người lên cho là vở Hải Tiến kèm số điện thoại. Vở Hải Tiến và kèm số điện thoại cho em. Vở Hải Tiến và kèm số điện thoại cho em. 54.000 đồng ạ. 54.000 đồng ạ. Một bịch 10 quyển. Em còn có một bịch thì nữa thôi. Tại vì hàng này bây giờ vào đầu năm học rồi nên em không về nữa nhá. Hàng này chị nào chưa chốt được thì chốt thôi. Chờ hàng này là em không về nữa. Comment vở Hải Tiến. Được chưa? Núp mất mạng không xem được à? Buồn nhỉ. Ok, chị Thoa Nguyễn. Chị Thoa Nguyễn ơi, cái này em không chốt được dép theo cân nặng đâu. Chốt dép là em phải chốt theo size nhá. 54.000 một bịch như này này. Bịch 10 quyển. Vở này của em là 80 trang. Rồi, qua mã nha. Còn không bịch đấy đâu. Trả về nữa đâu. Tiếp tục cho em mã này này. Các chị lên đơn cho em luôn. Con này size 18 cân đến 40 à? 18 đến 40 cân nữa có thể không? 45 cân còn không? 18 đến 45 cân mã này. Thêu này, đẹp lắm. 39.000 đồng. Chốt lên đây cho em mã này luôn. Mã A36 kèm số điện thoại. A36 kèm số điện thoại cho em. Chất u mì này. Các chị nhìn cái cạp chu nó may này. A36 nốt cho các chị 39.000 đồng. 18 cân đến 45 cân. Chốt A36 kèm số điện thoại. A36, cái này là mẫu trình cho bé nhá. Chốt em A36 và kèm số điện thoại cho em. Nốt cho các chị con này 39.000. 39.000 A36. Các chị gái lên giúp em A36 nhá. Lên giúp em A36 nhá mọi người nhá. 39.000 đồng, cái này là vải u mì. Còn chị nào muốn hỏi thêm gì không? Em nghỉ ngay nhá. Em
quà này. Tặng quà này. Các chị comment yêu em Trang, gạch ngang số điện thoại, ghim chị gái thứ 5. Ghim chị gái thứ 5, con áo này xinh lắm. Con này em định để lại cho Gạo mặc thôi. Trang A35, ok A36 chị Hằng Mai. Cái áo này là kiểu nó vậy đó. Không phải là nó bị bạc đâu nhá. Kiểu nó vậy đó. Nó đẹp lắm luôn, con áo bỏ này này. Trang quần này con chị mặc thích lắm. Yêu em Trang, em ghim chị gái thứ 5. Chị Gia Hân lên đầu tiên rồi. Chị Đỗ Hà chấm. Chị Vũ Thơ lên thứ 2. Chị Anh Nguyễn lên thứ 3 mất rồi. Chị Liên Vũ lên thứ 4. Chị Liên Vũ lên thứ 4. Ok, chúc mừng chị gái Lê Diễm Thúy lên thứ 5. Chị Quang Vũ lên thứ 6. Rồi, chúc mừng chị gái Lê Diễm Thúy. Đây là tặng một con áo này không đồng nha. À em ơi, chơi nó vui. Rồi bây giờ các chị muốn hỏi gì, các chị comment xuống đây cho em. Muốn hỏi gì, muốn lấy gì, các chị comment xuống đây cho em. Đây em còn ít cái bờ này này, em tặng nốt cho chị 10.000 đi. Con này nhập mẽ vào 17.000, hôm trước bán 18.000 đồng. Con này là lấy nhầm mẫu. Chị Lê Diễm Thúy đấy. Con này là hôm trước là em bảo lấy cái bờm mà. Cảm ơn em nhé. Nói chung các chị chúng minigame là vui vẻ đấy nhá. Đây này, hôm trước em bảo lấy cái bờm sược mà gửi nhầm cho em mẫu này. Gửi nhầm cho em mẫu bờm này. Thanh lý luôn các chị luôn. Mã đi anh ơi. A37. Thanh lý các chị luôn 10.000. Nhập vào 17.000 đấy. A37 kèm số điện thoại cho em. Rồi ok chị Ngà Bùi có. A36 chị Kim Đặng có. Áo khoác vàng là của em là 155.000. A2 chị nào chốt má này lên A37. A37 cho em 10.000 lốt. 10.000. Chốt hộ em má hàng A37 nhé. A37 kèm số điện thoại cho em. Áo khoác treo trên là 155.000. Lấy vé 8 cân lên like nhiều lắm rồi. Chị ơi, đây chị chốt cái này comment A37 cho em. A37, các chị đến mùa đông các chị hay buông tóc ấy. Các chị bờm này, rất là đẹp luôn. Lên cho em là A37 nhá. 10.000 một cái lốt. 10.000. Chốt nhanh em cho nó xả, cho nó gọn. Ok, chị Lê Diễm Thúy A37. Quần bé trai còn 40 cân em không còn đâu chị ơi. Anh ơi, vứt nó cái túi áo xin ra ngoài đi. Comment A37 và kèm số điện thoại cho em. A37 kèm số điện thoại này. Khăn tắm Hàn nốt cho các chị 50.000. Khăn tắm Hàn. Khăn tắm này là hàng siêu thị nhá các chị. Hàng nó dày, nó bông cực kỳ luôn nha. Lên của em là khăn tắm Hàn. Kèm số điện thoại cho em. Không còn chị. Hả? Quần bò nam không còn. Ừ. Cái này các chị lên đơn cho em má này luôn là khăn tắm Hàn nốt 50.000. 50.000 một cái. Rộng 1m và dài 1 rộng 1m và dài 1m4. À rộng 70 và dài 1m4. Comment khăn tắm Hàn. Em bán khăn cho các chị này. 50.000 đồng. Hai khăn tắm Hàn. Ok chị Duyên Trương. Chị lấy khăn tắm Hàn. Comment nhá. Mã là khăn tắm Hàn kèm số điện thoại. Khăn tắm Hàn kèm số điện thoại cho em. Này các chị ơi nhìn cho em này. Cái quả khăn nó chất lượng dã man luôn. Chà, khăn tắm Hàn và kèm số điện thoại cho em. Chà, A37, ok chị Thủy Đoàn, khăn tắm Hàn, chị Duyên Trương. Rồi chị nào lấy khăn tắm Hàn, mình lên comment hộ em là khăn tắm Hàn và kèm số điện thoại. Em bán các chị là 50.000 một cái. Rồi tiếp theo A38. 64.000 cả bộ này luôn. 64.000 cả bộ này luôn. A38, 10 đến 16 cân. Khăn tắm Hàn cho chị Ruby Nguyễn, A37 chị Thủy Yến, Thủy Tiên. Lên cho em mã này luôn ạ. Mã này comment A38. A38 cho các chị gái luôn. A38 bộ con vịt này nốt cho các chị hàng Quảng Châu nhá. Bán nốt cho mọi người giá còn 64.000. Quần cho bé gái mặc đi học không còn hàng đâu chị. Comment cho em mã này luôn ạ. A38, nói chung đồ đi học em bán trước rồi. Lên cho em mã này luôn ạ. A38 nhá mọi người nhá. A38 khăn tắm Hàn cho chị Nguyễn Học. Khăn tắm Hàn 4 cái. Ok chị Ruby Nguyễn. A38 cho chị Ngân Ngô. Các chị ơi áo bộ của nó đẹp lắm. Hàng Quảng Châu đấy. Bán 64.000. 64.000 bình thường các chị mua không cái quần hoặc không cái áo thôi. Được chưa? Em bán các chị cả set này 64 A38. Các chị ơi mình có thể xem lại like của em nhé. Xem lại like này. Comment cho em là mã này. Comment cho em là mã này. Kèm số điện thoại này.
Được chưa? Con mượn cho em mã kèm số điện thoại, ngày mai nhà em gọi điện chốt đơn. Chị nào có đơn nhớ chú ý nghe điện thoại nhá. Chị nào chưa để chế độ theo dõi pet chấm bấm cho em xin nút theo dõi pet đi nào. Đặt chế độ xem trước nha các chị nha. Để chế độ xem trước hộ em. Được chưa? Bây giờ em nghỉ live đây. Hẹn các chị ngày mai nhá. 11 giờ rồi. Rồi bye bye các chị nhá. Bye bye mọi người. Chúc các chị ngủ ngon ạ. Em nghỉ live đây. Bye bye mọi người nhá. Ôi giời này, con của chị Ngọc Bùi này. Ôi. Này những cái váy 29.000 này các chị này. Trời ơi này. Yếm đây. Yếm đây các chị ơi. Yếm 29.000 của em đây. Đó, yếm 29.000 của em đây. Ôi xinh chưa? Trời ơi yêu quá. Rồi em nghỉ like đây, bye bye mọi người nhá. Lát các chị xem lại like cho em nhá. Đấy, Khanh đang feedback đây, đang gửi ảnh của bé về đây. Yếm 29.000 đồng đây các chị. Yếm vải thô nha, mặc nó lên form rất là đẹp. Đây, trời ơi. Xinh quá nè. Váy của nhà em đấy. Đấy, váy và túi sách nè. Trời ơi, xinh quá. Rồi em nghỉ like đây. Bye bye mọi người nhá, chúc các chị ngủ ngon. Bye bye các chị.